chương 960, đi thôi, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến, một nữ tử trẻ tuổi đứng ở bên cạnh Giang Thái Huyền, dung mạo cảnh kinh diễm hơn cả bạch tố trinh, hệt như mây trắng trên trời, mờ ảo như tiên. Tỷ tỷ, một âm thanh thanh thúy truyền đến, tràn đầy kinh nghỉ một vị thiếu nữ ngự không tới. Quỳnh Tiêu, người còn nhanh hơn tỷ tỷ một bước, nữ tử mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về thiếu nữ tràn đầy sự cưng chiều. Tỷ tỷ, người ra tới chậm rồi, nhân gian này đã bị chàng chủ quậy nát rồi, Quỳnh Tiêu nói, nữ tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, không có nhiều lời. Giang Thái Huyền nhìn hai tỷ muội trò chuyện xong, lúc này mới nói, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu hai vị tiên tử, đi tới thần giới còn phải nương dựa vào hai vị nhiều. Lần này thần ma đỉnh cấp xuất hiện, chính là Vân Tiêu nương nương, vị này ở thời kỳ phong thần, chính là nhân vật dám khiêu chiến thánh nhân, không chỉ là đỉnh cấp, Hỗn Nguyên Kim đấu trên tay nàng còn là thần khí tiên thiên. Mặc dù Quỳnh Tiêu không như Vân Tiêu, nhưng cũng không thể khinh thường kim giao tiến của nàng là thần khí đỉnh cấp, có thể sánh ngang với cửu si đinh ba, bồ cào chín răng của chư bát giới, nhưng đáng tiếc, chư bát giới kẻ này thực sự quá lười, không chịu ra sức. Đơn giản thôi, có thể gặp lại tỷ tỷ, may mắn nhờ có chàng chủ, sau này ở thần giới có ai dám bất kính với chàng chủ, người cứ tùy ý sử dụng kim giao tiến. Quỳnh Tiêu Sảng khoái nói, Giang Thái huyền líu lưỡi, ta biết, kim giao tiến của người có thể tẩn cả những người mặc trang bị chân thần, nhưng nếu mà tùy tiện dùng, chưa nói đến việc lật tung thần giới, làm thịt một vài thần linh thậm chí chân thần cũng không thành vấn đề kim giao tiến mặc dù không bằng hỗn nguyên kim đấu nhưng cũng là một kiện sát phạt lợi khí cực kỳ khủng bố thậm chí uy lực càng mạnh hơn một ít thần khí tiên thiên giang thái huyền không khỏi liếc nhìn thông tin của hai tỷ muội này thần ma cao cấp quỳnh tiêu quỳnh tiêu nương nương ấu niên kỳ đại đế đỉnh phong thần công quỳnh vũ kinh thần ma bất diệt thể quỳnh vũ vô cực chính là thứ mà quỳnh tiêu lĩnh hội kim giao tiến kết hợp với quỳnh vũ kinh để tạo thành thiên phú tinh thông trận pháp thần ma cao cấp có thể kích phát sức mạnh thần ma để tác chiến thần khí kim giao Tiến thần khí đỉnh cấp thần ma đỉnh cấp vân tiêu vân tiêu nương nương vân tiêu tiên tử ấu niên kỳ chân thần đỉnh phong thần công vân thiên nguyễn lục thần ma bất diệt thể hỗn nguyên thân thể ngụy thiên phú tinh thông trận pháp đỉnh cấp thần ma có thể kích phát sức mạnh thần ma để tác chiến thần khí hỗn nguyên kim đấu thần khí tiên thiên Thực lực của Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu có thể chưa xưng vương xưng bá ở thần giới, nhưng tuyệt đối có thể tung hoành một phương. Đặc biệt là Vân Tiêu tiên tử, chân thần đỉnh phong, thần ma cao cấp bình thường như thần nhân ngao bính đã có thể treo thần linh lên đánh, chớ nói chi là Vân Tiêu đỉnh cấp, dù là cường giả cao hơn chân thần một cảnh giới, e cũng sẽ bị treo lên đánh. Đây chính là thần ma đạo tràng, danh giới trưởng thành của thần ma cấp thấp không cao, đạt đến thần cấp rất khó vượt cấp siết địch, mặc dù trung cấp cũng tạm tạm, nhưng không thể vượt cấp quá nhiều, còn chuyện cường giả cao cấp vượt cấp là rất bình thường, đỉnh cấp hoàn toàn có thể vượt cấp dễ như trở bàn tay. Trang chủ, đã đăng ký xong xuôi, chúng ta có thể phi thăng rồi. Âm thanh của Long Hạo truyền đến, vậy thì phi thăng thôi. Giang Thái Huyền cũng có chút kích động nho nhỏ, đây là sắp đi gieo họa thần giới, ngẫm lại cũng khá thú vị. Khoan đã, đế tinh đột nhiên ngăn cản Long Hạo đang sắp phi thăng. Ngươi làm gì thế, Long Hạo nghi hoặc, lẽ nào ngươi thật sự không muốn trở về sao? Đã nói là, người nhất định phải giúp ta tranh giành di sản. Đế tinh trầm giọng nói, yên tâm đi, nhân phẩm của Long Hạo ta, tuyệt đối tốt hơn chàng chủ. Long Hạo ngẩng cao đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Thái Huyền, mẹ nó, ta có thể nói gì giờ? Toàn bộ cái thần ma đồng minh này, ai mà không cho rằng nhân phẩm của bản thân tốt hơn ta? Giang Thái Huyền trầm tư, hắn đã trở thành tấm gương về mặt trái của thần ma đồng minh, phàm là những lúc so về nhân phẩm, hắn mãi mãi xếp hạng thấp nhất. Quỳnh Tiêu cũng không nhịn được khẽ nhúc nhích thân thể, đang suy nghĩ có nên thu hồi câu nói trước đó không. Nếu như chàng chủ thật sự cầm kim giao tiến đi thần giới làm càn, sau đó đổ thừa cho mình thì làm sao đây? Đế Tinh thở vào nhẹ nhõm, thần ma Đồng Minh vẫn lưu truyền một câu nói: Ai mà tin chàng chủ thì người đó là đồ ngu, những người khác thì còn tin được chút chút. Đi thôi, Long Hạo đứng trên phi thăng đài, uy áp thần cấp bạo phát, hai mắt bắn thần quang ra, xé đôi hư không ra. Oanh, ngay lập tức một luồng kim quang bắn ra từ hư không, trực tiếp dẫn Long Hạo rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, đám người lục hành đạo cũng vội vàng đuổi theo, từng người một phi thăng. Những thần này phi thăng xong, mới tới thần ma đạo tràng, đám người ra các thần hầu đi trước, vân tiêu đạm mạc nói, ta đi cùng chàng chủ, người đi trước đi. Được thôi tỷ tỷ, người phải chăm sóc chàng chủ cho thật tốt. Quỳnh tiêu khẽ gật đầu, bước lên phi thăng đài, sắc mặt của Giang Thái huyền tối sầm lại, ta yếu tới vậy cơ à. Chàng chủ, Lát nữa ta sẽ kéo ngươi, đừng có phản kháng, cho dù ở thế giới bọn ta hay là thần giới, thần nhân đều là những người ở tầng dưới chót." Vân Tiêu nói, Giang Thái Huyền gật đầu, dưới sự nâng đỡ của Vân Tiêu, bị kim quang tiếp dẫn, phi thăng lên thần giới. Ngày hôm đó, thần ma Đồng Minh cùng Phi Thăng, toàn bộ quá trình được livestream trên Thiên Võng, mọi người vô cùng hâm mộ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, bọn lừa gạt có tiền này cuối cùng đã rời đi, ngày khổ của chúng ta rốt cuộc cũng kết thúc trước hết trở thành chân thần, rồi sau đó lại phi thăng thần giới. Chương 961, thần giới, thế giới bao la, thần hải kim sắc bao vây lấy đại lục, thần hải kim sắc này chính là phi thăng chi hải. Bên bờ biển, 30 vị cường giả thần nhân mặc giáp vàng liếc nhìn thần hải, người cầm đầu còn là một cường giả thần linh đỉnh phong, bọn họ là người thủ vệ của phi thăng chi hải, cũng là quân sĩ của thần vương. Ra khỏi phi thăng chi hải thì nhanh chóng cút đi thần linh đỉnh phong quát một vị thần nhân mới vừa phi thăng. Thần nhân không dám phản bác, thần uy của người này quá mạnh, nếu hắn dám động thủ, sẽ lập tức bị trấn áp và giết chết. Ở phi thăng chi hải hầu như mỗi một quãng thời gian đều sẽ có người phi thăng, chỉ là không nhiều, có rất nhiều nhân gian hạ giới, nhân gian này không có người phi thăng, nhưng nhân gian khác thì lại có. Sóc sách, phi thăng chi hải khối động, một vị long xà cấp thần nhân xuất hiện ở trong phi thăng chi hải, cảm nhận được thần dịch vô biên vô tận ở xung quanh tự động tiến vào trong cơ thể, cường giả thần nhân vui mừng khôn nguôi, nhưng chẳng mấy chốc đã khóc lên, mẹ nó lỗ rồi, quá lỗ rồi, phi thăng chi hải ở đây, vậy mà tự động chuyển hóa thành năng lượng pháp tắc. Cầm miệng, chỉ biết hô to gọi nhỏ, chuyển hóa xong thì cút ra đây. Thần linh đỉnh phong lạnh giọng mở miệng nói, long xà nọ lập tức không nói gì, đây là thần linh đỉnh phong, hắn có thể thấy, đối phương cũng chỉ là đang thi hành chức trách, không cần phải tức giận gây sự đây chính là thần giới sao. Yên tuyết hàn lộ đầu ra từ bên trong phi thăng chi hải, mang theo một ít vẻ hiếu kỳ, ngay sau đó nhắm mắt cảm mộ thần dịch, thu nạp năng lượng từ thần dịch. Đội trưởng, vị phi thăng giả này trông cũng không tệ lắm, chỉ bằng đội trưởng cưới nàng đi. Một vị thần người nói, thần linh đỉnh phong khẽ cao mày, khinh thường nói, một kẻ phi thăng từ hạ giới, tư chất thấp kém, há có thể xứng với ta. Cùng lắm thì làm một tiểu thiếp, vui đùa một chút mà thôi. Yên Tuyết Hàn trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo và âm trầm, tư chất thấp kém. Không xứng với người ư, còn làm tiểu thiếp, người đây là đang tìm đường chết sao. Trước hết nhịn hắn đã, Long Hạo nói, hiện tại cả đội còn chưa tới, một khi đến đây, bọn thần này dám làm càn, thì cứ việc thanh toán một lũ, trang phục trên người bọn họ, khẳng định là đáng giá rất nhiều tiền. Vừa dứt lời, lại một đầu người nhô ra, lần này là lục hành đạo, hắn đã sớm chuyển hóa xong, nhưng không có vội vã bước ra ngoài, cứ thế thu nạp thần dịch, gột rửa thần thể. Tiếp đó là các thần như đế tinh, thiên mộng, chiến mặc, sau đó mới là thần ma đạo tràng, cùng với Vân Tiêu và Giang Thái Huyền. Cái đợt tê, có chuyện gì vậy, có nhiều người phi thăng như vậy trong một lần ư? Thần linh đỉnh phong sừng sốt, các thần khác cũng sướng sờ cả người, ngàn năm qua tổng cộng mới có bao nhiêu phi thăng giả đâu, mẹ nó, lần này lại đến nhiều người như vậy. Dầm dầm, sau đó, sắc mặt của bọn hắn trở nên đờ đẫn thần dịch hệt như lốc xoáy, cấp tốc bị thu nạp, mực thần dịch trong thần hải cũng hạ xuống khoảng một đầu ngón tay. Đội trưởng, hình như ta nghe nói hấp thu thần dịch càng nhiều, thì tiềm lực càng lớn thì phải. Một vị thần nhân không rõ lắm, nói, sắc mặt của thần linh đỉnh phong cứng ngắc, nói thì nói như thế, nhưng nhiều thần như vậy, có trời mới biết ai là người hấp thu. May mà phi thăng chi hải vô biên vô tận, không sợ bọn họ tiêu hao hết, bằng không đám người kia sẽ phải lo lắng rằng liệu phi thăng chi hải có thể bị hút khô hay không. Một đám thần ngâm trong phi thăng chi hải, trận pháp bên ngoài thân thể bọn họ lấp lóe, không ngừng hút vào năng lượng thần dịch. Ta không chịu nổi rồi, các ngươi cứ tiếp tục đi. Yên tuyết hàn đi ra ngoài, tuy thần dịch rất tốt, nhưng mà phải lượng sức mình, nếu không thì sẽ bị chướng tới mức nổ tung. Sau khi lên bờ, Yên tuyết hàn không có vội vã rời đi, vì đã bàn bạc với cả đoàn, cần phải chờ bọn họ đi cùng. Vẫn chưa chịu đi, là thật muốn trở thành đồ chơi của bản thân à. Thần linh đỉnh phong nhìn Yên tuyết hàn, mang theo một tia trào phúng, nếu như ngươi hầu hạ bản thân tốt, thì ở thần giới này. Tốt nhất là ngươi nên câm miệng, nếu không thì lát nữa ngươi sẽ rất thảm. Yên tuyết hàn lạnh lùng nói, rất thảm, thần linh đỉnh phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chẳng lẽ, ngươi còn có kẻ đứng sau nữa à? Ta với bọn họ là đi cùng nhau, yên tuyết hàn chỉ chỉ đám người long hạo, thần linh đỉnh phong hơi sững sờ, chốc lát cười gần, một con yêu thú. Phế vật cấp thần nhân, xem ra ngươi còn chưa hiểu rõ tình cảnh ở thần giới, ở thần giới này. Bản thân xác thực không biết, hôm nay, người nói thử cho bản thân biết một chút, thần giới này như thế nào. Một tiếng cười lạnh truyền đến, một luồng thần uy minh mông cuộn trào ra, thần linh đỉnh phong chấn động mạnh một cái, một ngụm máu vàng phun ra, y ngơ ngác nhìn người đến, chân. Chân thần, mẹ nó, đây không phải là phi thăng chi hải sao, từng thấy qua người thành thần linh rồi mới phi thăng, thế mà còn có người trở thành chân thần rồi mới phi thăng nữa sao. Trốn ở hạ giới vui lắm à có chút nhãn lực sao thế người muốn ức hiếp đồng bạn của ta à đế tinh đạp chân đến đứng ở bên cạnh yên tuyết hàn ánh mắt oai nghiêm đáng sợ đồng bạn thần linh đỉnh phong sướng sờ đồng bạn của nàng không phải là một con yêu thú sao sao giờ lại lòi ra một vị chân thần tất cả bọn họ đều là đồng bạn của ta yên tuyết hàn khẽ nói mẹ nó bọn phi thăng này đều là người của các ngươi các ngươi phi thăng còn lập tổ đội nữa hả chớp mắt hơn nửa giờ trôi qua lại có thêm mấy vị thần nhân đi ra đứng ở bên cạnh yên tuyết hàn bắt đầu chờ đợi thần linh đỉnh phong và bọn thủ vệ thần nhân không dám hó hé lời nào hiện tại bọn họ rất sợ hãi mẹ nó ai mà có thể ngờ là trong nhóm phi thăng giả này lại có một vị chân thần nhưng ngay sau đó thần linh đỉnh phong biết mình đã sai sai đến mức thái quá mẹ nó đây không phải là một vị chân thần mà là vài vị mới đúng thiên mộng cũng đi ra đứng ở bên cạnh đế tinh sắc mặt lãnh đạm sau đó là ba vị chân thần Hạ Sơn, Đoạn Thiên, Hứa Hằng. Chương 962, mong manh dễ vỡ, năm vị chân thần, thần linh đỉnh phong cảm thấy thế giới quan đang sụp đổ, mẹ nó, còn có người của hạ giới tu luyện đến chân thần rồi mới lên đây, đầu óc của đám người kia có bình thường không đấy? Thần giới rộng lớn tới cỡ nào, tài nguyên phong phú bao nhiêu, thời gian bọn họ tu luyện ở hạ giới, hoàn toàn đủ để cho bọn họ tiến bộ càng lớn ở thần giới. Năm người này chắc chắn là những lão quái vật sống qua tuế nguyệt vô tận ở nhân gian, tuổi tác còn phải lớn hơn những chân thần bình thường ở thần giới rất nhiều. Thần Linh đỉnh Phong thầm nghĩ, "Cha, ta cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên gấp đôi." Long Hạo thở dài một hơi, bay ra khỏi phi thăng chi hải, hóa thành hình người, ngồi ở dưới chân Yên Tuyết Hàn. "Mẹ nó, vị thành niên, mẹ nó, đây là con trai của vị đại nhân vật nào vậy? Vị thành niên thành thần, mẹ nó, còn phi thăng từ hạ giới nữa chứ?" xem ra lần này đã xông lên thần cấp. Ra các thần hầu mở miệng nói, bọn họ còn thiếu chút nữa mới đến thần cấp, nhờ phi thăng lên đây, mượn phi thăng chi hải để tăng cường thực lực. Tiếp theo là mấy vị thần ma như Bạch Tố Trinh, cũng từ trong đó bước ra, bọn họ cũng trở thành thần nhân rồi. Ta cũng đi trước, Giang Thái Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hấp thu quá chậm, mặc dù thần dịch này không có bão hòa, nhưng thần thể đã gần đầy rồi. Chàng chủ đừng nóng vội, Vân Tiêu bỗng nhiên mở miệng, làm sao, đơ mơ, Người muốn làm gì? Giang Thái Huyền mới vừa mở miệng, sắc mặt khẽ biến, chỉ thấy Vân Tiêu vừa nhấc trưởng, vô số thần dịch phun trào, hóa thành từng con dao long màu vàng, dài tới vạn trượng, vọt thẳng vào trong cơ thể của Giang Thái Huyền. Mẹ nó, còn có chuyện này nữa à? Đám người long hạo ngây dại ra, người đây là gian lận, bật hách. Còn có thể hấp thu thần dịch theo cách này nữa ư? Thần linh đỉnh phong cũng xứng sờ, người không hấp thu được thì đừng hấp thu nữa, khổ như thế làm chi, làm như vậy sẽ chỉ khiến hắn chướng nổ mà thôi. Giang Thái Huyền không có nổ tung, nhưng hiện tại hắn thật sự có loại cảm giác ăn no bụng, trong cơ thể không còn chỗ nào mà không có thần dịch, không những bão hòa, mà còn tràn ngập. Phong, Vân Tiêu điểm một ngón tay, vô số thần dịch bị phong ấn ở trong cơ thể Giang Thái Huyền, về sau chậm rãi tiêu hóa chúng. Về sau chậm rãi tiêu hóa, mẹ nó, thần dịch có công hiệu chuyển hóa thần thể, chuyển hóa pháp tắc, nếu đã chuyển hóa xong, có lấy thêm nữa cũng vô ích, làm sao tiêu hóa được. Tập thể đội ngũ đứng bên bờ sửng sốt, ngay sau đó, Vân Tiêu lần nữa động thủ, chân đạp hư không, thần dịch như trường long, bay ra từ trong thần hải, rót vào trong cơ thể nàng. Vân Tiêu hệt như một cái động không đáy, điên cuồng hút thần dịch vào trong, cái gì đến cũng không cự tuyệt, đến bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Ừ, lần này, thần linh đỉnh phong không phải nảy sinh tâm tư với Vân Tiêu nữa, mà là e ngại, cực kỳ e ngại, người này quá kinh khủng, một ít thần dịch ở đây ai có thể hấp thu hết thì đã chứng tỏ tư chất của người đó vô cùng khủng bố nhưng những thứ này đối với vân tiêu dường như chỉ đơn giản như là một ngụm nước thần ma cao cấp bên dưới mặc dù không có bạo tay như là vân tiêu nhưng tốc độ thu nạp của bọn họ cũng vô cùng nhanh phi thăng chi hải đang nhanh chóng giảm mạnh vốn là giảm xuống một ngón tới bây giờ đã giảm ba cái đờ tê lẽ nào đám người kia định hút khô thần dịch này luôn sao thần linh đỉnh phong run rẩy từ xưa tới nay ở thần giới phi thăng chi hải chưa từng cạn khô, hiện tượng mực thần dịch bị hạ cũng chỉ xuất hiện qua hai lần. Mà hai lần đó, cũng không bằng lần này, chỉ thấp cỡ nửa ngón tay, mà hai vị kia, cuối cùng đã thành thần đế trí cao vô thượng ở thần giới. Bọn người kia, chẳng lẽ vượt qua cả thần đế luôn sao? Ta có nên ôm đùi này hay không? Trong lúc bọn hắn kinh hãi, thần ma cao cấp cũng hấp thu gần xong, chỉ có vân tiêu, thu nạp ngàn vạn thần dịch tiến vào cơ thể, sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Tỷ tỷ của ngươi, sẽ không phải là muốn đột phá đây chứ. Sắc mặt của Giang Thái Huyền giật giật, cảnh giới vị Vân Tiêu này không thấp, cũng không thiếu công pháp, thiếu chính là sức mạnh. Nếu như ở trong thần giới, Vân Tiêu tiềm tu hơn mấy ngàn vạn năm, chưa hẳn sẽ khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng chỉ ít cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, mà Phi Thăng Chi Hải này chính là một cội nguồn sức mạnh. Thân dịch của Phi Thăng Chi Hải ẩn chứa rất nhiều thần lực, nhưng còn chưa đủ để tỉ tỉ khôi phục hơn chân thần, trừ phi hút được vài chục năm hiện tại chẳng qua chỉ tăng thêm một chút sức mạnh cho mình quỳnh tiêu nói mẹ nó hút được vài chục năm hiện tại chỉ là tăng thêm một chút sức mạnh lần này không chỉ có bọn thủ vệ bối rối mà cả đế tinh cũng sững sờ đừng nói lúc trước khi hắn thành thần cho dù ông cha già thần vương không rõ sống chết của hắn đến đây cũng không dám hấp thu mấy chục năm ở chỗ này thế thì có khác gì tự sát đâu nhưng vân tiêu lại có thể mấy chục năm vẫn chỉ là khôi phục trên mức chân thần nếu như hoàn toàn khôi phục chẳng phải là có thể hoành hành toàn bộ thần giới rồi sao mẹ nó chắc là chưa tỉnh ngủ rồi mọi thứ này đều là giả đều là giả đúng là giả làm sao có người có thể hấp thu nhiều thần dịch đến thế chứ ta cảm thấy chúng ta vẫn nên thương lượng một chút về vấn đề các ngươi tạo thành tổn thương cho bọn ta long hạo đi tới khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ lạnh lùng bọn thủ vệ sao bọn ta lại thương tổn ngươi bọn ta chưa có động thủ với các ngươi mà ngay lúc nãy Người nói với bọn ta là Yên Tuyết Hàn chỉ xứng làm tiểu thiếp của ngươi, còn nói ta là phế vật cấp thần nhân. Long Hạo khẽ nói, lời của các ngươi đã tạo thành tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho bọn ta, khiến cho bọn ta bị ám ảnh tâm lý. Các ngươi mong manh dễ vỡ như vậy à? Bọn ta chỉ là lắm mồm một câu để nịnh nọt đội trưởng, điều này ở thần giới rất bình thường mà. chương 963, vào thành, các ngươi muốn bọn ta làm gì? Thần linh đỉnh phong run giọng nói, khai chiến với đám người này. Đó là điều bất khả thi, đối phương có tới 5 vị chân thần, không đúng, còn có một vị nhân vật càng đáng sợ hơn, bây giờ còn đang hấp thu thần dịch. Trang phục trên người các ngươi, là thần khí thì phải." Long Hạo chỉ khôi giáp và vũ khí của bọn hắn, lên tiếng nói. Thần Linh đỉnh phong theo bản năng muốn gật đầu, ngay sau đó lại liên tục lắc đầu, "Không phải, không phải, đây chỉ là đống đồ được chế tạo từ khoáng thạch rác rưởi nhất, không đỡ nổi một đòn." Đội Ngũ Phi Thăng Chi Hải, sau lưng đều có một vị thần vương trên người đều chỉ mặc thần khí, vị thần vương nào là chỗ dựa của các ngươi?" Đế Tinh đột nhiên hỏi, "Chẳng phải đây là lần đầu các ngươi phi thăng sao?" Thần Linh Đỉnh Phong đột nhiên biến sắc, "Nếu như là thần mới vừa phi thăng, tuyệt đối không thể biết những chuyện này, chứ đừng nói là trực tiếp hỏi vấn đề về thần vương." "Khai rõ thần vương sau lưng ngươi ra, để xem bản thần có nên nể mặt hắn hay không." Đế Tinh đạm mạc nói, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Lúc này, Thần Linh Đỉnh Phong mới nhận ra sự bất phàm của Đế Tinh người này tuyệt đối là một đại nhân vật nể mặt thần vương thần linh bình thường tuyệt đối không dám nói thế bao giờ sau lưng bọn ta là đế thần thần vương một vị thần nhân vội vàng nói thần vương chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ mặc dù thần vương căn bản sẽ không nhớ tới tiểu nhân vật như bọn họ nhưng cũng có thể nương nhờ tên tuổi đế thần à đế tinh khẽ mỉm cười sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo trước đó bản thần còn chưa tin bây giờ bản thần đã tin lại dám cướp di sản của ta mẹ nó vậy ta sẽ cướp người của ngươi. Bọn thủ vệ ngây dại ra, có chuyện gì thế, có cửu oán với đế thần thần vương sao? Mẹ nó, còn cướp di sản của ngươi nữa. Là cửu nhân thì dễ xử rồi, anh em, động thủ, không nên quên hứa hẹn giữa chúng ta, bước đầu tiên của công cuộc cướp giật di sản. Long hạo thét, đoạn thiên đã ra tay, một kích của chân thần, những thần nhân này trong nháy mắt bị tóm lại, về phần thần linh, giao cho đế tinh. Hạ Sơn và hứa hằng xem cuộc vui, hoàn toàn không cần hai người bảo an bọn họ ra tay. Những nữ thần linh như Yên Tuyết Hàn, Bạch Tố Trinh quyết đoán quay đầu, đám mặt dày này sắp lột sạch cả người bọn họ rồi. Giang Thái Huyền bình tĩnh lui về phía sau một chút, chuyện này không có liên quan gì tới ta. Sắc trời dần dần tối, Vân Tiêu còn chưa ngừng lại, những thủ vệ này đều bị cướp hết mọi thứ, bị trói lại với nhau để cho bọn họ không đào tẩu được. Mọi người chờ đợi, lặng lặng chờ Vân Tiêu hấp thu thần dịch. Một đêm trôi qua, Tất cả mọi người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, Vân Tiêu mới miễn cưỡng từ bỏ, không phải là không hút được, mà là quá tốn thời gian, không thể bắt mọi người chờ mãi được. Bọn thần này xử lý sao đây? Giết hay là bán? Long Hạo thầm nói, giao cho ta xử lý. Đoạn Thiên mở miệng nói, ngươi, mọi người nghi hoặc, ngươi muốn chiếm phải không? Cứ giao cho Đoạn Thiên, Đế Tinh nói, hắn thích hợp hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Ồ, mọi người thật tò mò chẳng lẽ đoạn thiên là chuyên gia trong mấy loại chuyện này sao? Đế tinh không nói gì, đoạn thiên đi về hướng bọn thủ vệ, thần linh đỉnh phong căm phẫn quát, bọn ta là người của đế thần thần vương, các ngươi bắt bọn ta, ngươi. Bản thân là người của phệ nguyên thần tộc, đoạn thiên thờ ơ nói, sắc mặt của bọn thần linh này đồng loạt tái mét, hoảng sợ nhìn đoạn thiên, ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Phệ nguyên thần tộc, tiếng xấu ở thần giới ai ai cũng biết, nhưng cũng là một đại thế lực, kể cả thần vương cũng không dám vì tiện trêu chọc, Đế tinh nói, cho nên giao cho đoạn thiên là tốt nhất, bọn gian ác này. Khổ khổ, đám người này làm như vậy, rất bình thường. Nhận ra thần sắc lạnh lẽo trên mặt đoạn thiên, đế tinh quả quyết đổi giọng. Mọi người cũng nhìn ra, nhìn đoạn thiên vừa nhắc tới gia tộc, đám người kia liền sợ hãi. Lục hành đạo, đi thôi, đi tới nhà ngươi trước. Giang Thái Huyền nói, hắn vẫn chưa quên, phủ thành chủ của lục hành đạo. Đi, lâu như vậy rồi, cũng không biết phụ thân còn ở đó hay không. Lục hành đạo cũng có chút sầu lo, hắn bị đế tinh lừa đến nhân gian, cũng không biết liệu đế thần có ra tay với phụ thân hắn không. Đông Lam Thành, nơi này cách phi thăng chi hải chừng ngàn vạn dặm, cũng là thành trì gần phi thăng chi hải nhất. Gia tộc của lục hành đạo ở đây, phụ thân chính là thành chủ Đông Lam Thành, lục thiên lan, ngàn vạn năm qua chính là một vị cường giả chân thần. Mọi người vừa bước vào Đông Lam Thành, bên trong thành không khác nhân gian là bao, rất nhiều bầy hàng, khách sạn tử lâu cũng có, chỉ là thực lực của những người này mạnh hơn đôi chút, người yếu nhất cũng có thực lực thần nhân. Ngược lại là có một vài đại đế, nhưng đó là những thổ dân bần dân, dân chúng bình thường. Áp lực của thần giới rất lớn, thần nhân bình thường chỉ có thể phi hành trong khoảng cách ngắn, mặc dù thần linh có thể bay xa, nhưng tiêu hao quá lớn, chỉ có chân thần mới có thể dạo chơi trong hư không. Nhóm Giang Thái Huyền cũng không lo lắng gì, lục hành đạo dẫn đội, những chân thần như đế tinh trực tiếp phong ấn mọi người ở trong lòng bàn tay rồi mang đến đó. Phủ thành chủ của Đông Lam thành, Lục Hành đạo ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ đắc ý trên mặt mang theo một chút thấp thỏm, ai biết hiện tại thành chủ có đổi người hay chưa. Tiểu Sơn, Lục Hành đạo đột nhiên nhìn về phía thủ vệ, kinh hỉ lên tiếng. "Thiếu thành chủ." Lục Tiểu Sơn kinh ngạc nhìn hắn, "Thiếu thành chủ, ngài, những năm qua ngài đi đâu, sao mà không tìm được ngài thế?" "Đi làm chút chuyện." Lục Hành đạo mơ hồ đáp lại, không có nói chi tiết, "Phụ thân ta ở đâu?" Thành chủ mới vừa tu thành Thiên Thần không lâu, đang định mang theo tiểu thiếu thành chủ tẩy luyện thân thể. Lục tiểu sơn do dự một chút, nói, tiểu thiếu thành chủ, lục hành đạo xứng sờ, ngay cả việc cha mình đột phá cũng không có tâm tình để ý tới, thiếu thành chủ không chỉ có một mình ta sao. Khổ, thiếu thành chủ, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, từ khi thiếu thành chủ rời đi, thành chủ đau khổ vì không tìm được thiếu gia, cho rằng không có người nối nghiệp, liền muốn thêm một đứa, 10 năm trước cuối cùng cũng được tỏa nguyện. Lục tiểu sơn thấp giọng nói, lục hành đạo bối rối, Nói như vậy, mẹ nó, ta có thêm một đệ đệ 10 tuổi à? Hình như ta nhìn thấy một đế tinh mới. Long hạo khẽ nói, lục hành đạo mặt tối sầm lại, mẹ nó, ý ngươi là đệ đệ ta còn có thể tranh giành gia sản với ta sao? Có điều, nhiều năm như vậy không gặp, cảm tình không thể phai nhạt, nếu thật sự bị tiểu đệ này đoạt gia sản, thì lục hành đạo hắn sẽ phải khóc đến đỏ cả mắt mất. Nghĩ đến đây, lục hành đạo dặn dò lục tiểu sơn chiếu cố đám người đế tinh, vội vội vàng vàng tiến vào phủ thành chủ, Hiện tại hắn muốn đi gặp cha hắn, sẵn tiện nhìn vị tiểu đệ kia. Chương 964, có tiền không? Thiếu thành chủ đã trở về. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, vang vọng phủ thành chủ. Hành đạo đã trở về rồi sao? Sắc mặt của Lục Thiên Lan đang đùa giỡn với tiểu nhi tử ở hậu hoa viên bỗng vui vẻ, một tay ôm lấy đứa nhỏ, "Hành Thiên, ca ca ngươi đã về, chúng ta đi gặp ca ca ngươi." "Vâng, phụ thân, bé con rất biết điều." Trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ và mong đợi phụ thân à hải nhi bất hiếu rời xa ngài lâu như vậy ngài nhất định phải cho hải nhi một chút gia sản đó lục hành đạo vừa tiến đến trực tiếp nhào vào dưới chân lục thiên lan lục thiên lan mẹ nó tại sao ta lại có suy nghĩ muốn quất ngươi biết ngươi trở về tâm tình đáng lẽ phải tốt vậy mà con mẹ nó chứ ngươi trở về là vì gia sản ta à hành đạo ngươi đã thay đổi lục thiên lan mặt tối sầm lại nói đây là con trai của ta ư Trước đây chẳng phải chỉ có kiếm đạo là được sao, sao giờ lại muốn ra sản. Phụ thân, là do hài nhi quá nhớ ngài. Lục hành đạo mặt mày ứa lệ, kích động không thôi. Phải là ngươi muốn ra sản ta mới đúng chứ nhỉ? Sắc mặt của lục thiên lan giật giật, có nhi tử nào mà vừa gặp ông già nhà nó, câu đầu tiên là cho ra sản không? Khổ, phụ thân, ngài nghe nhầm rồi, ý của hài nhi là, những năm qua ngài vẫn khỏe chứ? Lục hành đạo liền vội vàng đổi giọng, nước mắt trên mặt cũng không còn nữa dù thế nào thì lục thiên lan vẫn có cảm giác con trai của mình đã không còn là đứa con trai lúc trước có điều ngàn vạn năm trôi qua có sự thay đổi cũng là điều rất bình thường thế lại y thả đứa bé xuống đây là đệ đệ của ngươi lục hành thiên chào ca ca lục hành thiên rất hiểu chuyện một đôi mắt to hiếu kỳ đánh giá lục hành đạo lục hành đạo nhìn lục hành thiên lại nhìn về phía phụ thân bất thình lình nói ra một câu con ruột hả lục thiên lan tại sao bây giờ ta cứ không thích nghe những gì mà ngươi nói Phụ tử tương phùng, ngươi có cần phải chọc tức cha ngươi không? Không phải là con ruột, thì ta còn có thể nhận nuôi nó à? Thành chủ đại nhân, thiếu thành chủ, tiểu thiếu thành chủ." Lục Tiểu Sơn vội vã chạy tới, cung kính quỳ xuống, khắp khuôn mặt đều là vẻ thấp thỏm. "Ngươi có chuyện gì?" Sắc mặt của Lục Thiên Lan khôi phục lại vẻ lãnh đạm mà không nhìn Lục Hành đạo nữa, hắn sợ mình sẽ tức điên. "Thiếu thành chủ mang theo mấy vị bằng hữu về, nói muốn uống thần trà tốt nhất, ăn thần quả tốt nhất." còn muốn ăn thịt của thần thú cấp chân thần lục tiểu sơn đầu đầy mồ hôi lạnh hắn sắp bị đám người kia làm phiền tới mức suy sụp hắn thật không hiểu lục hành đạo dẫn theo hạng người nào trở về nếu là bằng hữu của hành đạo đương nhiên là đáp ứng yêu cầu không thể thất lễ lục thiên lan không để ý chút nào nói những món đồ đó phủ thành chủ cũng không phải là không bỏ ra nổi nhưng mà thành chủ không sao cả người đi chăm sóc khách khứa cứ tận lực thỏa mãn bọn họ bản thành chủ và hành đạo thật vất vả mới gặp lại nhau, còn có rất nhiều chuyện cần nói. Lục Thiên Lan không kiên nhẫn, nói, vâng, Lục Tiểu Sơn cung kính lên tiếng, khẽ thở dài một hơi, hy vọng lát nữa người còn hời hợt được như vậy. Hành đạo, những năm qua, người đi đâu đấy? Vẻ mặt của Lục Thiên Lan niềm nở, Lục Hành Thiên cũng tò mò nhìn ca ca của mình. Đối với hành tung những năm qua của Lục Hành Đạo, Lục Thiên Lan không rõ, dù có phái người tìm kiếm, cũng không thu được một chút manh mối nào trước đó hắn tưởng rằng lục hành đạo đã chết rồi nên mới lại muốn đứa con trai mới đến cảnh giới như hắn muốn sinh con đẻ cái vô cùng khó khăn may mà trời cao có mắt có lục hành thiên rồi ai mà biết lục hành đạo lại trở về đi nhân gian một chuyến làm quen được rất nhiều bằng hữu lục hành đạo hời hợt mở miệng nói nhân gian lục thiên lan khẽ cao mày muốn xuống hạ giới sợ là ngươi không năng lực đó thì phải kể cả vị thiên thần như hắn cũng không dám nói xuống hạ giới năng lượng phản vệ quá mạnh hắn cố sức đánh vỡ một lỗ hồng, cũng sẽ bị phản phệ làm cho trọng thương, nếu như cưỡng ép xuống hạ giới, chắc chắn sẽ phải chết. Ây, một lời khó nói hết, lục hành đạo thở dài một tiếng, khoảng thời gian đen tối ở nhân gian, con trai của ngài sắp bị người ta chơi chết luôn đây này. Chẳng trách nhiều năm như vậy, người vẫn là thần linh, mặc dù có tiến bộ, nhưng lại quá chậm. Lục Thiên Lan khẽ lắc đầu, lại nói tiếp, người đưa ngươi xuống hạ giới là ai, có thể tới tìm ngươi nữa không? Không sao đâu, Lục hành đạo giải thích, đế tinh người mời hắn xuống hạ giới bây giờ đã là người một phe, không thể vô duyên vô cớ tìm hắn để kiếm chuyện. Chỉ là, người mà lúc trước dẫn hắn xuống hạ giới thì hắn không dám nhắc tới, đế tinh vẫn chưa có bản lãnh này, nhất định là vị cha già thần vương của hắn, hoặc là thủ hạ làm, không biết bây giờ đối phương còn sống không. Lục Thiên Lan khẽ gật đầu, sau này ngươi cứ ở lại Đông Lam Thành, giáo dục đệ đệ ngươi tu luyện, củng cố căn cơ cho tốt vào, căn cơ của ngươi vẫn cực kỳ thâm hậu. Căn cơ của ta thâm hậu, Vẻ mặt của lục hành đạo oai oán, cha, ta tin ngươi mới lạ. Lúc trước giúp ta lên trúc cơ, nói cái gì mà căn cơ của ta thâm hậu, rất ít người trong cùng cấp có thể so bì, mà kết quả thì, ta đi xuống nhân gian, suýt chút nữa không có bị người ta đùa bỡn đến mức phát điên. Ca ca, chơi với ta, lục hành thiên cười hì hì nói, hiện tại nó mới 10 tuổi, còn ham chơi. Hành đạo, hai huynh đệ các ngươi, về sau phải chung sống hòa thuận, người phải chăm sóc đệ đệ cho thật tốt. Lục Thiên Lan cương chiều liếc nhìn Lục Hành Thiên, giao tiểu nhi tử nghịch ngợm bất hảo này cho Lục Hành Đạo là cách tốt nhất. Lục Hành Đạo là hạng người gì? Là kiếm si, là loại người đặt kiếm đạo lên hàng đầu, là người mà ngày qua ngày muốn đạt thành kiếm đạo đỉnh phong, khi bắt tay vào việc dạy dỗ đệ đệ, tuyệt đối là người nghiêm túc, có trách nhiệm, muốn ăn bơ làm biếng là việc bất khả thi. Chỉ là, hắn không biết, con trai của mình đã thay đổi. Lục Hành Đạo nhìn tiểu đệ, do dự một chút, hỏi một câu, người có tiền không? Lục Thiên Lan, Lục Hành Thiên cũng sững sờ, ca ca của mình lăn lộn ở bên ngoài thê thảm đến vậy sao, đã nghèo đến nước này rồi cơ à. Vậy mà vòi tiền một thằng nhóc 10 tuổi như nó, hành đạo, nếu ngươi không có thần tệ, lát nữa đi phòng thu chi nhận ba ngàn. Lục Thiên Lan nói, Lục Hành đạo nghe xong thì trầm mặc, thần tệ giờ còn hữu dụng sao? Nếu là vô dụng, có nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? chương 965, bạn Chi Kỳ, ngay thời điểm phụ tử ba người không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào, thì Lục Tiểu Sơn hớt ha hớt hải chạy tới, vẻ mặt đưa đám nói, thiếu thành chủ, người đi quản bằng hữu của người đi, phủ thành chủ sắp bị ăn sạch rồi. Phụ tử ba người sững sờ, Lục Thiên Lan sửng sốt và nhìn Lục Hành Đạo, sắp bị ăn sạch rồi hả? Bằng hữu mà người dẫn tới đã đói bụng đến mức độ này cơ à? Lục Thiên Lan nhíu nhíu mày, phủ thành chủ ta ngay cả một bữa cơm đều không lo nổi à? Lục Tiểu Sơn, Người đây là đang làm mất mặt phủ thành chủ ta à? Người muốn hành hạo nhìn ta bằng ánh mắt gì, mang bằng hữu về nhà, một bữa cơm mà ta cũng không lo nổi sao? Thành chủ đại nhân, hắn, bọn họ có hơn một trăm người, cho tất cả bọn họ ăn thịt thần thú chân thần, linh quả cấp chân thần, thật sự là không lo nổi. Lục Tiểu Sơn khóc thật rồi, chuyện này quản bằng cách nào đây? Mặc dù ngài đã trở thành thiên thần, nhưng thịt chân thần không có nhiều, người đi giết thêm mấy chục con đi, hơn một trăm người. Khóe miệng của Lục Thiên Lan giật một cái, mặt không biểu tình nhìn Lục Hành Đạo, mẹ nó, người từ đâu quen biết nhiều bằng hữu đến vậy. Ta đi xem thử, Lục Hành Đạo biến sắc, co cẳng chạy đi, hắn sợ rằng nếu chậm một chút, toàn bộ phủ thành chủ sẽ bị lấy sạch. Ăn, đám khốn này 8 phần 10 là không nỡ, nhất định là đang gom lại làm của riêng. Lúc Lục Hành Đạo chạy đến, một đám người đang há mỏ nhồm nhoam, Long Hạo trực tiếp vứt một quả trái cây cấp chân thần vào miệng, trái cây trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, Lòng Hạo lại bình thản như không. Vị đế tinh con trai của thần vương đang tay trái cầm thần quả, tay phải một bàn thịt chân thần, liên tục vứt chúng vào trong miệng, hiện tại ai có thân phận gì đều không còn quan trọng nữa. Thần ma đạo tràng trừ chưa bát giới ra, thì các thần ma còn lại đều rất có hình tượng, nhai kỹ nuốt chậm, chậm rãi thưởng thức. Giang Thái Huyền bình tĩnh đối phó với một khối thịt cấp chân thần, hao thiên cầu thì gặm xương, vẻ mặt thích thú. Các người đủ rồi đấy, lục hành đạo vừa tới, tức giận nhìn chằm chằm vào bọn họ sao thế không phải chỉ ăn một chút thức ăn thôi sao long hạo không vui ăn chút đồ ăn của phủ thành chủ ngươi ngươi lại không vui có còn coi bọn ta là huynh đệ nữa hay không các ngươi nói đây là ăn ư vẻ mặt của lục hành đạo khó chịu cái kiểu đã ăn còn đóng gói đem về như các ngươi ta còn chưa từng thấy qua lần nào thịt thần thú cấp chân thần thần quả cấp chân thần mẹ nó trước kia cả ta cũng cảm thấy nó là vật hy hữu hiện tại các ngươi cứ như thế bị các ngươi chiếm đoạt tim ta đau quá khụ khụ Mọi người vội ho một tiếng, xác thực có chút xấu hổ, ăn thì ăn, nhưng gói đem về như này thì có chút thái quá. Lão chư rất biết điều, chỉ ăn chứ không lấy. Chư bát giới nói, một đám thần ma xem thường, mẹ nó, người nói dễ nghe nhỉ, lúc trước ai giấu trước vậy. Người lấy còn nhiều hơn cả bọn ta, lục thiên lan đã đến, nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào, những người này là bằng hiếu của nhi tử, không cho họ ăn, mặt mũi của con trai còn đâu. Mà để cho họ ăn, thì phủ thành chủ thật không lo nổi nữa. Chi bằng, mình đi săn giết thêm mấy con thần thú cấp chân thần. Nhưng mà, nhìn dạ dày của những người này, mấy con sợ là không đủ. Chớ có quá mức, Giang Thái Huyền nhàn nhạt mở miệng, nếu hắn không nói, đám người kia 8 phần 10 sẽ phá nát phủ thành chủ. Lúc này, mọi người mới thu tay lại, ngừng miệng, cười khan nói, hành đạo huynh đệ, bọn ta là vì muốn tốt cho ngươi. Mẹ nó, ta nghe câu này đủ rồi, mỗi lần bịp ta thì đều nói là muốn tốt cho ta, làm sao các ngươi lại không biết xấu hổ như vậy chứ giang thái huyền hơi đứng dậy chắp tay nói vị này hẳn là lục thiên lan thành chủ tại hạ là chàng chủ giang thái huyền của thần ma đạo tràng bọn ta và hành đạo chính là bạn tri kỷ bạn tri kỷ có loại bạn tri kỷ như các ngươi mắt của con trai ta mù đến thế à lục thiên lan hít sâu một hơi trên mặt gạt ra một nụ cười nếu là bằng hữu của hành đạo thì chính là bằng hữu của ta lần này chuẩn bị không tốt triều đãi không chu đáo xin thứ lỗi không có việc gì, lần sau tốt một chút là được. Cái miệng của Long Hạo nói một câu ti tiện, cái đờ tê, người còn muốn có lần sau nữa à? Khóe miệng của Lục Thiên Lan giật một cái, lần này các ngươi đi rồi, ta muốn treo một tấm bảng, ghi tên bọn ngươi vào trong những đối tượng không hoan nghênh nhất. Chắc hẳn hành đạo huynh đệ đã nói với thành chủ, bọn ta mới từ nhân gian phi thăng lên đây, còn không hiểu rõ thế cục ở thần giới. Giang Thái Huyền nói, Lục Thiên Lan khẽ gật đầu, hiện tại, thần giới có bảy đại thần vương làm chủ, địa thế của Đông Lam Thành xa xôi, thuộc về khu vực của đế thần thần vương, nếu chư vị ở Đông Lam Thành ta, chỉ cần không trêu chọc đế thần cung là được. Đa tả thành chủ giải thích thắc mắc, Giang Thái Huyền cảm tạ một tiếng, lần nữa nói, bọn ta mới đến, còn chưa có chỗ nghỉ chân, cho nên. Việc này đơn giản, bản thành chủ sắp xếp một lãnh địa cho các ngươi. Lục Thiên Lan vội vàng nói, mẹ nó, ngươi ăn đồ của ta, còn muốn ở nhà của ta. Không, ý của chàng chủ là, ngươi có thể đi được rồi, giao phủ thành chủ cho ta đi. Lục Thiên Lan, Lục Hành Đạo, người xác định người mà ngươi mang về là bằng hữu chứ không phải là một đám cướp đấy chứ. Khụ, Lam Hải, người nói bậy bạ gì thế? Giang Thái Huyền vội ho một tiếng, nói ta muốn mời thành chủ đại nhân, cho bọn ta một chỗ đứng, ngoài ra có việc nào mà một ít phi thăng giả cần phải chú ý hay không, dù sao thần giới phức tạp, chừng ấy thực lực của bọn ta vẫn chưa thể thể hoành hành ngang dọc. Sắc mặt của Lục Thiên Lan hòa hoãn, tốt nhất là các người đừng tùy ý ra khỏi thành. Ngoài thành nguy hiểm lắm, kể cả chân thần cũng chưa chắc có thể sống sót trở về. Chương 966, mở đạo tràng, trong lòng Lục Hân thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật sự muốn chiếm phủ thành chủ, hắn dám bảo đảm, cha mình đối phó không nổi. Hắn vốn cảm thấy thực lực của thần ma đạo tràng cũng chỉ đủ để đối phó với cấp độ chân thần, nhưng sau khi thấy Vân Tiêu, hắn lại không chắc lắm, người này chắc chắn là cường giả có thể trấn áp cả thiên thần. Cha hắn là thiên thần, nhưng chỉ là thiên thần sơ kỳ, đối mặt với Vân Tiêu 8 phần 10 đánh không lại. Xin hỏi, đế thần cung chính là thế lực của đế thần thần vương. Đế tinh mở miệng, đúng vậy, lục thiên lan gật đầu, mặc dù ta là thành chủ, nhưng người nắm quyền thật sự của Đông Lam Thành vẫn là đế thần cung, chư vị không được tùy ý gây sự, càng không nên trêu chọc tới người của đế thần cung, mặc dù các người có thực lực chân thần, nhưng đế thần cung cũng có mấy vị thiên thần. Lục thiên lan đã nhìn ra, trong đám người này cũng có mấy vị chân thần, mặc dù không để vào mắt, nhưng vị nữ tử chân thần đỉnh phong bên cạnh giang thái huyền cho hắn một luồng áp lực cực lớn đây cũng là nguyên nhân mà hắn nhẫn nhịn chưa có động thủ nếu như đổi thành những người khác mặc kệ y có phải là bằng hiếu của con trai mình hay không động thủ trước rồi nói sau để y hiểu được đối nhân xử thế là như nào bọn ta là lương dân đoạn thiên mở miệng nói lương dân nếu các ngươi là lương dân thì sao lại ăn và lấy đồ của ta đây là chuyện mà một khách nhân làm hay sao lục thiên lan còn chưa mở miệng lục hành thiên vẫn trầm mặc im lặng không hé một câu ca ca bằng hữu của ngươi là người kiểu gì vậy lục hân người giáo dục đệ đệ ngươi như nào thế nhỏ như vậy không biết trong lúc người lớn nói chuyện hiếu tử không được xen vào à thành chủ thổ địa ngoài thành có chủ nhân không giang thái huyền hỏi ngoài thành lục thiên lan ngớ ngẩn các người muốn đi ra ngoài thành à đúng vậy tốt nhất là phụ cận nên có thần thú giang thái huyền nói hắn không chỉ làm ăn với nhân loại mà còn muốn làm ăn với thần thú, bằng không, động vật không thể tiến vào thành trì, thế thì sẽ mất một khách hàng lớn. Ba vạn dạm ở ngoài thành, có một thú vương sơn, chỗ sâu nối liền với lãnh địa của Thiên Long Thần Vương, bên trong có vô vàn thần thú, nhưng ta khuyên các ngươi, vẫn nên ở lại thành trì, thần thú không có dễ giết như vậy đâu." Lục Thiên Lan nói, "Tuy ta không cách nào cho các ngươi khu vực quá tốt, nhưng khu vực rồi giàu thần lực một chút thì vẫn có thể cho các ngươi." không cần thành chủ chỉ cần cho chúng ta một ít sách sách giới thiệu liên quan về thần giới rồi cho thêm một tấm bản đồ đi tới thú vương sơn là được giang thái huyền nói lục thiên lan cũng không nhiều lời sai người lấy một chút thư đến đây giao cho giang thái huyền phụ tử các ngươi tương phùng bọn ta cũng không quấy dày ta chỉ khuyên thành chủ một câu đừng nói là quen biết bọn ta giang thái huyền suy nghĩ một chút nói đừng nói là quen biết bọn ta lục thiên lan mờ mịt lẽ nào đám người đó là người xấu hả chẳng phải các ngươi vừa mới phi thăng sao, chư vị đi mạnh khỏe, lục thiên lan không hiểu nổi, đầu óc của bọn họ có phải là có vấn đề gì không, vậy mà có ý định muốn đi ra khỏi thành. Bọn họ không sợ chết sao, thú vương sơn rất nguy hiểm, tại sao không ở lại thành trì. Trên khuôn mặt hồn nhiên của lục hành thiên tràn đầy vẻ nghi hoặc, bởi vì tri thức chính là sức mạnh, giang thái huyền dơ sách lên, dẫn người rời đi, đế tinh hóa thành một vệt sáng, chìm vào trong tháp pháp hải, ẩn nấp thân hình. Giang Thái Huyền khuyên Lục Thiên Lan, cũng là bởi vì Đế Tinh, Đế Thần cung ở đây, hiển nhiên y là người của Đế Thần Thần Vương. Nếu như Đế Thần Thần Vương biết Đế Tinh còn sống, thì chỉ có hai khả năng, một là khinh thường, xem như một cục sht, cho rằng hắn không thể uy hiếp đến địa vị của mình, còn hai là giết, muốn nhổ cỏ tận gốc, diệt người có khả năng tranh di sản với mình. Ba vạn dặm ngoài thành trì, Giang Thái Huyền tìm một vị trí kín đáo, mở đạo tràng ra. Đạo tràng mở, để mọi người chờ tiếp nhận thương phẩm mới. Thiên Mộng, Đoạn Thiên mua thương phẩm mới rồi rời đi, bọn họ còn muốn trở về thế lực của mình, qua một thời gian ngắn mới trở lại đây. Đa số thần và hai vị chân thần đã rời đi, Đoạn Thiên trở về nuôi trồng thành dược thần cấp, cũng hứa hẹn với bọn họ sẽ có hoa hồng, tương lai trong tay mỗi người sẽ có một trang trại. Thiên Mộng có thế lực, nhìn quyển sách mà Lục Thiên lan cho, biết chỗ dựa của mình vẫn còn, trở về có thể giành được một vị trí tốt, để mấy người này có chỗ dựa. Trong chớp mắt, đạo tràng không còn nhiều người, chỉ có Long Hạo Yên Tuyết Hàn, Đế Tinh và hai vị bảo an vẫn còn ở đấy, còn lại đều đã rời đi. Hy vọng mọi người có thể có một tiền đồ tốt, sẽ còn có ngày gặp lại. Giang Thái Huyền khẽ thở dài, nhất định Yên Tuyết Hàn kiên định nói, chỉ là đã mất đạo tràng, sợ là bọn họ sẽ bị ấm ức một trận, ở nhân gian hoành hành quen rồi, hy vọng bọn họ có thể nhẫn nhịn. Các ngươi đọc sách trước đi, ta liên hệ với nhân gian, xem thử tình hình. Đáy lòng Giang Thái Huyền truyền âm, liên hệ với thần ma ở nhân gian. Thần ma ở nhân gian cũng có không ít, võ tòng bọn họ hiện tại đã thành nhân viên trị an, đang tiêu sái ở nhân gian. Chuyện vạn giới lệnh sao rồi? Giang Thái Huyền truyền âm, trước đó gom góp vạn giới lệnh, có tác dụng là tung hoành chư thiên, cũng có thể thay thế truyền tống trận, chỉ cần một ý niệm của thần ma đạo tràng là có thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào. Vạn giới lệnh đã xử lý xong, thay thế truyền tống trận, có thể tới bất kỳ nơi nào ở nhân gian. Phó Tòng hồi âm lại, nhân gian rất thái bình, chàng chủ yên tâm đi. Vậy thì tốt, trong lòng Giang Thái Huyền không còn để ý tới nhân gian nữa, bắt đầu nghiên cứu quyển sách. Chương 967, đổi mới thương phẩm, những thứ này là kiến thức cơ bản ở thần giới, Đế Tinh đã nhiều năm chưa trở về cũng đang nghiên cứu. Đọc xong hết sách, Giang Thái Huyền mới nhìn về phái biến hóa của đạo tràng, lần này đạo tràng thay đổi thương phẩm, trong số thương phẩm nhân gian, chỉ có ánh sáng pháp tác và những thương phẩm như sách thần nhân trở lên là còn ở đó, còn những thứ khác đều đã đổi. Hỗn độn khí, có thể tôi luyện thăng cấp phẩm chất thần lực, phản bản hoàn nguyên, quy về hỗn độn, một tia trị giá một vạn nguyên điểm thần ma. Hỗn độn đan, đan dược toàn năng, thăng cấp huyết thống, thể phách, linh hồn, một viên trị giá năm vạn nguyên điểm thần ma. Huyền hoàng thần khí, sản sinh vạn vật, trí bảo luyện khí, diễn hóa thiên địa, tự động diễn hóa thành thần khí, giá trị ngang với công pháp cung cấp. Ánh sáng pháp tắc, một đạo 10 vạn nguyên điểm thần ma. Võ đạo đan, ăn một viên, diễn hóa võ học thần cấp, hóa thứ mục nát thành thần kỳ, đăng phong tạo cực, thích hợp cho việc sáng tạo võ học, tự động đại thành, giá trị ngang với sách công pháp. Pháp tắc đan, một viên trị giá một triệu nguyên điểm thần ma, sau khi ăn vào ngẫu nhiên lĩnh ngộ mộ một loại pháp tắc. So với thứ ở nhân gian cao cấp hơn, và càng toàn diện hơn, bản vẽ luyện khí trực tiếp đổi thành diễn hóa huyền hoàng khí, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Sau đó là đẳng cấp công pháp, trung cấp chỉ có thể tu luyện tới thái thượng chân thần, cao cấp có thể tu luyện đến thần hoàng, đỉnh cấp có thể tu luyện đến thần đế thần giới phân chia, thần nhân, thần linh, chân thần, thiên thần, thái thượng chân thần, thần vương, thần hoàng và thần đế. Sách công pháp cung cấp tranh lệch gấp 10 lần, sách thần nhân cấp thấp là 10 vạn nguyên điểm thần ma, trung cấp chính là trăm vạn, cao cấp chính là ngàn vạn, đỉnh cấp thì gấp thêm 10 lần nữa. Đạo cảnh cung cấp cũng tính gấp đôi dựa theo đẳng cấp công pháp của riêng mình. Thần ma cấp thấp chỉ có thể tu luyện tới chân thần, đây là cực hạn của tiềm lực. Càng đến hậu kỳ, tranh lệch sẽ càng lớn, Mặc dù thần hoàng và thần đế chỉ có một kém nhau một cấp bậc, nhưng tranh lệch giữa hai người tuyệt đối là một trời một vực. Những thương phẩm này có tác dụng gần giống với nhân gian, không giống chính là pháp tắc chi đan, viên đan dược kia thật sự là nghịch thiên, sau khi ăn vào liền có thể đạt được một đạo năng lượng pháp tắc, sau đó lại dùng ánh sáng pháp tắc để cường hóa, cực kỳ khủng khiếp. Chuyện duy nhất mà Giang Thái Huyền cảm thấy ngờ ngợ chính là pháp tắc xuất hiện trong pháp tắc chi đan, liệu có thể trồng chéo nhau không? Căn cứ theo tính cách của đạo tràng, chuyện này rất có thể xảy ra giang thái huyền nhìn kho đồ cá nhân của mình vẫn còn gói quà lớn thần cấp chưa hề mở ra đây là phần thưởng mà hệ thống cho hắn lúc hắn đột phá thần cấp mở ra gói quà lớn thần cấp giang thái huyền thầm nghĩ tinh ký chủ mở gói quà lớn thần cấp thu được tàn quyển thần ma tổ kinh từ thần linh tới thần vương tinh ký chủ mở gói quà lớn thần cấp đạt được một lần thần ma phản tổ có thể tùy thời sử dụng tinh ký chủ thăng cấp tới thần cấp mở ra chức năng mới của thần ma đạo tràng, giảng đạo. Thần ma phản tổ, giảng đạo, giang thái huyền kinh ngạc, thần ma còn phản tổ nữa à? Giảng đạo, sẽ không phải là muốn ta đi giảng đạo đấy chứ? Chút đạo hạnh của ta, bất kỳ một vị thần ma nào đều có thể treo ta lên đánh. Hệ thống, thần ma phản tổ là gì thế? Giang Thái Huyền hỏi, hắn phải hỏi cho rõ ràng, phản tổ dùng để làm gì? Huyết thống tinh khiết, thể chất, thần hồn, dựa vào ngọn nguồn, trở về ban sơ, hệ thống nói, tu luyện vốn là con đường cường hóa sự tinh khiết, phản tổ cũng là quá trình cần phải trải qua, ký chủ có thể thông qua tu luyện, chậm rãi biến hóa. Giang Thái Huyền hiểu rõ, cũng chính là phản tổ bình thường, lột xác về ngọn nguồn cổ lão nhất. Phản tổ cần bao lâu? Giang Thái Huyền hỏi, ký chủ muốn bao lâu? Hệ thống lạnh như băng đáp lại, dựa theo ý nguyện của ký chủ, có thể diễn ra trong nháy mắt, cũng có thể là 10.000 năm, hiệu quả như nhau. Giang Thái Huyền, hệ thống, Người còn biết tấu hài nữa à? Hiệu quả như nhau, thì ai lại dùng 10 ngàn năm để phản tổ? Phản tổ trong nháy mắt cho ta. Giang Thái Huyền quả quyết nói trong nháy mắt, không chậm chế chút nào. A, à, vừa dứt lời, Giang Thái Huyền kêu thảm một tiếng. Đám người đế tinh sửng sốt nhìn Giang Thái Huyền, làm sao chàng chủ đột nhiên lại nổ? Chàng chủ nổ cái nơ tê lại trở về bình thường rồi. Long Hạo chừng mắt nhìn là ta hoa mắt rồi hả? Ngươi không có hoa mắt đâu. Chàng chủ vừa nãy thật sự nổ. Yên Tuyết Hàn khẳng định nói, vẻ mặt của đế tinh trầm tư, hắn khẳng định mình không có nhìn lầm, vừa nãy chàng chủ xác thực đã nổ tung, nhưng trong nháy mắt lại bình thường. Giờ khắc này, trong đầu Giang Thái Huyền mắng chửi hệ thống, người có thể nhẹ tay không? Đau chết ta, ký chủ muốn trong nháy mắt, tự nhiên cần phải nổ rồi tái tạo lại. Hệ thống không chút cảm tình nào, nói, Giang Thái Huyền há miệng, được rồi, không nói nữa, chỉ là hiện tại mình vẫn còn cảm thấy đau, là nỗi đau thấu tận linh hồn hắn không ngờ rằng phản tổ này sẽ là nổ tung rồi tái tạo lại nếu như biết mà thôi coi như biết trước hắn cũng sẽ chọn trong nháy mắt trong giây lát này giang thái huyền không biết mình đã nổ bao nhiêu lần nhưng bởi vì quá nhanh dù là chân thần cũng chỉ cảm thấy hắn nổ một lần chỉ có vân tiêu biết giang thái huyền vừa nãy nổ tới ngàn vạn lần rồi tái tạo lại ngàn vạn lần còn có thần dịch mà vân tiêu phong ấn trong cơ thể hắn trong lần phản tổ này đã bị hấp thu toàn bộ một giọt cũng không còn sót lại chương 968, mồi nhử, chúc mừng chàng chủ, Vân Tiêu nói, chúc mừng, đám người đế tinh mờ mịt, chúc mừng chàng chủ bị nổ tù nà. Đúng nửa canh giờ, đau đớn mới dứt cả người Giang Thái huyền ướt đẫm mồ hôi, hệt như là từ vừa mới lao ra từ trong nước, nhưng trong cơ thể lại rồi rào sức mạnh. Cùng một tu vi, cùng một thần ma tổ kinh, nhưng Giang Thái huyền lại cảm thấy, bây giờ mình có thể đánh chết người bản thân của lúc trước. Trên căn bản, hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, sức mạnh trong cơ thể liên miên không dứt, dùng không hết, lấy mãi không hết, đây chính là chỗ tốt của phản tổ. Các người trước hết suy nghĩ thử, làm sao kiếm tiền đi. Giang Thái Huyền cũng không nói gì về sự việc mình nổ tung, nói, ở phủ thành chủ, những thứ mà các ngươi lấy phải chia cho lục hành đạo một phần, nên không đủ các ngươi xài. Lúc ở phủ thành chủ bọn họ cũng không có ăn hết mà đều thu lại, những người thật sự ăn cũng chỉ có những thần ma và Giang Thái Huyền. Dược liệu cấp chân thần, một viên trị giá 5 vạn nguyên điểm thần ma, nhưng dược liệu cấp chân thần không phải là rau cải trắng phần lớn thứ mà bọn họ lấy được là cấp thần linh căn cứ theo sách mà lục thiên lan cho thần giới cũng không có biến hóa quá lớn đế tinh nói chỉ thay đổi một vị thần vương trên sách viết thần giới có rất nhiều bảo vật không thể lấy rất có thể là thần cố ý thả nó xuống để làm mồi nhử bọn họ bắt giữ thần buôn bán thần linh hoặc là luyện hóa thần thể để tu luyện thần cách càng là bảo vật long hạo nói thần cách là kết tinh tu luyện của một thần linh ẩn chứa một vị tinh ví tu luyện của một thần linh, nếu mà có người luyện hóa, cũng có thể kế thừa cảm ngộ võ đạo của vị thần này, nhưng cảm ngộ võ đạo bên trong thần cách rất phức tạp, cần thời gian để sàng lọc, hấp thu những thứ mà chính mình cần. Nhưng coi như là vậy, giá cả của thần cách vẫn như cũ rất đắt đỏ, thần càng cao cấp thì thần cách càng quý giá, cho nên có không ít thần linh không ngại bí quá hóa liều, cũng phải đi săn các thần linh khác. Ở trong thần giới, nếu người thấy một cây thần dược, rất có thể là mồi nhử của đối phương, một khi người đụng vào cũng đồng nghĩa với đã sập bẫy, rất có thể bên cạnh có thợ săn thần linh đang ẩn nấp. Nếu vậy thì chúng ta cũng có thể làm y như thế. Hạ Sơn nói ra, chúng ta cũng có thể dùng bảo vật để mê hoặc các thần linh bị lừa, sau đó bắt giữ bọn hắn. Chúng ta cần gì? Đế Tinh liếc hắn một cái, nói, không phải thần gì đạo chàng cũng thu, chàng chủ 8 phần người là không lọt mắt thần linh cấp thấp. Đế Tinh nói không sai, Giang Thái Huyền có thần linh cấp thấp rồi cũng chẳng được tích sự gì, đánh cũng không thể đánh làm việc cũng không được việc, nếu như có vị thần vương nào đó, hắn có lẽ sẽ cân nhắc. Các ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, bọn ta sắp đi độ kiếp, không áp chế được. Hạ Sơn và Hứa Hằng lắc đầu một cái, đi ra đạo tràng. Chân thần kiếp của bọn họ còn chưa tới, lúc còn ở nhân gian, không có thần kiếp nào cao như thế xuất hiện, lên thần giới rồi vẫn dùng bí pháp để áp chế, bí pháp này là đế tinh cho bọn họ, hiện tại đã không áp chế nổi nữa. Kỳ thực, chúng ta có thể đi làm mồi nhử, Long Hạo nháy mắt nói những thần linh này đều là bọn độc ác, vậy mà dám làm hoạt động bị ổi như thế, tại sao chúng ta không cướp của bọn họ? Đế tinh sờ lên cầm, có thể, nhưng ta cảm thấy, còn có thể phát triển những nghiệp vụ khác. Người nhìn ta làm gì? Yên tuyết hàn nhíu mày lại, hai mắt của đế tinh trừng trừng nhìn chầm chầm vào nàng, làm cho nàng không thoải mái. Khả thi, Long hạo nặng nề gật đầu, đầu óc của ngươi không tệ, nếu như khả thi, thì có lẽ chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Các ngươi rốt cuộc là đang nói gì thế? cả người yên tuyết hàn cũng không tốt lắm, chắc chắn hai tên này đang nảy sinh ý đồ xấu nào đó. Sắc mặt của Giang Thái Huyền giật giật, nếu hắn đoán không sai, thì lát nữa yên tuyết hàn sẽ bị chọc tức, bọn họ đang nghĩ, lấy ngươi làm mồi nhử. Không hổ là chàng chủ, vừa nhìn đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn ta. Long Hạo và Đế Tinh thở dài nói, các ngươi, yên tuyết hàn tức điên, các ngươi vậy mà muốn lấy ta làm mồi nhử. Đừng kích động, đừng kích động, một mình ngươi chiếm ba phần mười, được không? Long Hạo nói, hơn nữa, ta cũng có thể làm mồi nhử, thần thú vị thành niên, huyết thống này, chà chà, ai mà không động tâm được. Long Hạo cũng được nè, thích hợp làm chiến sủng. Đế Tinh gật đầu nói, loại thần thú này cũng là hàng hot ở thần giới, nếu đổi thành hắn, cũng sẽ muốn có được nó. Yên Tuyết Hàn, người đừng nóng giận, nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, phụ trách trêu hoa gẹo nguyệt, giả trang thành người lạnh lùng là được, tìm về trạng thái nữ đế lạnh lùng trước đây của ngươi. Long Hạo nói yên Tuyết hàn ý của các ngươi là bảo ta đi câu dẫn người khác thôi đúng không lương tâm của các ngươi đâu ta là một cô gái yếu đuối giang thái huyền mặt tối sầm lại nhìn bọn họ thương nghị hắn cảm thấy thần giới sắp bị chơi nát rồi đế tinh ngươi chính là con của thần vương cơ mà thế mà giờ lại bị long hạo dậy hư đám người các ngươi lục hành đạo ta đến rồi đây thần ma đạo tràng lục hành đạo mang theo một đứa nhóc chừng mắt nhìn trong mấy người trong đạo tràng ơ ờ, lục hành đạo, làm sao còn đem theo con tới nữa. Long hạo leo ra đạo tràng, vẻ mặt kinh ngạc, bây giờ người còn làm luôn vú em à. Đậu ngó, cái gì gọi mà vú em, đây chỉ là mang theo đệ đệ. Lục hành đạo trừng mắt Long hạo một cách dữ tợn, nói, các người bồi thường ta sao đây. Người tự nhìn thẻ hội viên, Long hạo bĩu môi, hả, lục hành đạo kinh ngạc một tiếng, phát hiện thẻ hội viên của mình có hơn 30 vạn nguyên điểm thần ma. Cái đám người này đến cùng đã ăn chặn ở phủ thành chủ hết bao nhiêu tiền nhiều, nhưng lục hành đạo không vui vẻ chút nào, bởi vì mấy tên này ăn còn nhiều hơn. Bọn ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi xem ngươi còn có một đệ đệ, gia sản sớm muộn sẽ bị chia hết, còn không bằng tích thêm điểm. Long hạo nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mà, mẹ nó, ngươi có thể đừng nói ngay trước mặt lục hành thiên được không? chương 969, sau, vẻ mặt của lục hành thiên mờ mịt ca, ngươi trở về chính là vì chia gia sản với ta. Sắc mặt của lục hành đạo cứng đờ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hành thiên, đừng nghe con rắn thối tha này nói bậy, con rắn thối tha này không phải là người tốt, làm sao ca ca có thể chia ra sản với người được, phụ thân của chúng ta sẽ vĩnh hằng bất diệt, sẽ luôn cường đại. Ta cũng cho là như vậy, trên khuôn mặt nhỏ trong sáng của lục hành thiên vô cùng sùng bái, phụ thân là mạnh nhất. Thế thì, các ngươi sẽ không được chia ra sản, Long Hạo khẽ nói, tại sao ta lại không thích nghe ngươi nói chuyện, rất muốn bóp chết ngươi. Lục hành đạo căm tức nhìn Long Hạo, ta không thèm để ý ngươi nữa, sau này ngươi đừng hòng đi tới phủ thành chủ ta làm khách. Được rồi, được rồi, tiền cũng đã chia cho ngươi, ngươi mang đệ đệ ngươi tới đây, là muốn dẫn hắn vào cửa à? Đế tinh đi ra, hỏi, lục hành đạo gật đầu, phụ thân ta muốn cho hành thiên có một nền móng vững chắc, ta cũng muốn để hành thiên trở thành cường giả tuyệt đỉnh, tiền đồ vô lượng trong tương lai. Hai, đế tinh thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai của lục hành đạo, sắc mặt phức tạp, lão ca ta lấy thân phận của người từng trải để nhắc nhở ngươi, sớm bóp chết nó đi. Không cách nào vui vẻ tán gẫu, những gì mà ngươi trải qua có chút thê thảm, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ giống như ngươi nhé. Ca, bọn họ đang nói gì vậy? Vẻ mặt của lục hành thiên mờ mịt, bóp chết cái gì? Lục hành đạo trầm mặc chốc lát, nói, sau này nhớ kỹ, người này là người xấu, người này cũng là người xấu, phàm là tiếp xúc đến nơi này, tất cả khách nhân, ngoại trừ ca Ka ca ta ra, thì đều là người xấu hắn sợ rằng có một ngày, đám người kia thật sự sẽ giết chết lục hành thiên, mẹ nó, còn ngẩng cao mặt nói là vì muốn tốt cho hắn, đám người kia thật sự có thể làm việc này, sau đó còn tìm đến hắn để vòi tiền, nói là phí mời bọn họ động thủ. Người nói bậy rồi, cái gì mà ai tiếp xúc với đạo chàng đều là người xấu, người đây là đang nói chàng chủ là người xấu à? Long hạo quyết đoán ném nổi cho Giang Thái Huyền, khổ, Giang Thái Huyền không bình tĩnh, các người cãi cọ thì cứ cãi cọ, kéo ta vào làm gì, lục hành đạo tới đây, hẳn không chỉ là mang đệ đệ gặp đạo tràng thì phải trang chủ lần này ta mang đệ đệ đến đây là thứ yếu trọng yếu nhất vẫn là thỉnh giáo cách kiếm tiền lục hành đạo liền vội vàng nói cách kiếm tiền đương nhiên là bọn ta rồi đế tinh ngạo nghễ mở miệng lăn lộn với ca bảo đảm ngươi giàu to ngay cả di sản của cha mình mà ngươi cũng không lấy được lục hành đạo bĩu môi mẹ nó ngươi từ lúc nào cũng sẽ biết hại người đế tinh gặp phải bạo kích không thèm cãi cọ với hắn nữa nói thẳng bọn ta muốn gài bẫy dụ đối phương đi ra gài bẫy lục hành đạo ngẩn người tùy tiện nói có một số việc quên nói với các ngươi trước khi ta ra đây phát hiện có không ít thần đang nghe ngóng về các ngươi nghe ngóng về bọn ta đế tinh nhíu mày các ngươi vừa mới phi thăng lên đây chính là những thần linh không thế lực không bối cảnh ra tay với các ngươi là tốt nhất lục hành đạo giải thích một câu nhưng bọn ta từng đến phủ thành chủ long hạo biếu môi tiến vào phủ thành chủ còn không có bối cảnh nữa à. Phàm là phi thăng giả muốn đăng ký, đều sẽ đến phủ thành chủ. Đế tinh nói, bọn ta nhiều người, mất nhiều thời gian là chuyện bình thường, nói cách khác, bọn thần kia muốn tới tìm bọn ta, phải không? Đúng vậy, dù cho trên người các ngươi không có tài nguyên, nhưng chính bản thân thần đã là lợi ích. Lục hành đạo giải thích nói, nếu như thực lực của các ngươi yếu, thì bọn họ sẽ cưỡng ép chân áp, nếu như thực lực mạnh mẽ, sẽ nghĩ biện pháp dụ dỗ, thiết lập gài bẫy. Đây là chuyện tốt, Long Hạo vội vàng nói, có thể dò xét ra đường mà bọn chúng hành động không? Ta đi đường đó chờ bọn chúng, vẻ mặt của Lục Hành Thiên mờ mịt, luôn cảm thấy đám người kia đang thương lượng chuyện gì đó không hay, mà ca ca Lục Hành Đạo của mình, cũng tham dự vào chuyện đó, mình có cần báo cáo lại cho cha không? Đương nhiên có thể, Lục Hành Đạo suy nghĩ một chút, lại lấy ra một quyển sách, đây là cách thức hành động của đám thần linh ở Đông Lam Thành, trên cơ bản đều ở trong này. Xem ra người còn có chút tác dụng, đế tinh mỉm cười tiếp nhận thật không muốn nói chuyện với các ngươi lục hành đạo bĩu môi do so dự một chút nói ngươi chờ ở ngoài một thoáng ta lập tức sẽ trở lại được rồi lục hành thiên rất ngoan ngoãn tiểu đệ đệ người có dược liệu không long hạo hóa thành hình người là tiểu thiếu niên siêu đáng yêu lớn hơn lục hành thiên ca ca có kẹo người muốn không kẹo là cái gì vẻ mặt của lục hành thiên mờ mịt là một loại đồ ăn rất ngon chỉ cần một cây dược liệu cấp thần nhân liền có thể đổi được một viên nè Long Hạo dụ dỗ nói, không muốn, Lục Hành Thiên từ chối, khuôn mặt nhỏ kiên định, ta muốn tu luyện, ta muốn sớm có ngày trở thành cường giả thần cấp. Hành Thiên, Hạo ca ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thân sắc của Long Hạo trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, trong tay xuất hiện hình vẽ của mấy quyển sách hư huyễn, ca ca ta thấy ngươi xương cốt kỳ lạ, chính là một kỳ tài luyện võ ngàn tỷ năm có một, ta đây có mấy quyển đỉnh cấp thần công, sau khi tu luyện xong liền vô địch thiên hạ, chỉ cần 50 cây dược liệu cấp thần nhân, ngươi muốn quyển nào? vẻ mặt của lục hành thiên đờ đấn, đỉnh cấp thần công. Người định gạt ta nữa à, đỉnh cấp thần công mà chỉ mất 50 cây dược liệu cấp thần nhân. Tuy ta còn nhỏ, nhưng ta không phải là không biết suy nghĩ. Ra đời ở thần giới, còn là nhi tử của thành chủ, chưa nói đến thiên phú dị bẩm nhưng cũng không phải là đứa bé 10 tuổi ở nhân gian có thể so sánh, thứ nó hiểu cũng nhiều hơn, tài trí kiến thức cũng tốt vô cùng. Long hạo, người đủ rồi đấy. Lục hành đạo vọt ra, mụ nội nó, nó vẫn còn là con nít, người vậy mà lại hạ thủ. Đáng giận nhất là, ca ca ta đây còn chưa lừa nó. Long hạo thất vọng thu hồi thần lực, hình vẽ tiêu tán, bất mãn chừng mắt nhìn lục hành đạo, bất đắc dĩ nói ta cũng không phải là không chia tiền cho ngươi. Mẹ nó, tự ta lừa, tự ta độc chiếm, tại sao phải cho ngươi? Lục hành đạo tức giận lạnh rên một tiếng, nói, hành thiên, ngươi có dược liệu thần cấp không? Lục hành thiên, ca ca, ngươi lại muốn làm gì, lẽ nào ngươi cũng có đỉnh cấp thần công để bán ta à? Quan sát vẻ mặt của lục hành thiên, lục hành đạo trở nên trầm tư, rốt cuộc thì mình có cần mang lục hành thiên tiến vào không? Nếu như tiến vào, chẳng phải là mình mất một phần tài nguyên hay sao? Nhưng mà, nếu như không cho, sau này nếu lục hành thiên biết, liệu nó có hận mình không, sau đó mình sẽ giống như đế tinh, cả gia sản cũng không còn. Còn nếu vô tư giữ nguyên thế này, tương lai lục hành thiên sẽ là loại tính cách gì? Liệu có lừa ca ca mình hay không? Thật sầu, chương 970, chuyện tốt cuối cùng lục hành đạo vẫn quyết định mang lục hành thiên đi vào. Sau này, luật pháp của thần ma đồng minh được thi hành, cấm tranh đấu, tuân theo luật pháp, gia sản thế nào cũng có phần của hắn, hơn nữa lục hành thiên còn nhỏ, tính cách còn chưa kiên định, có lẽ không che giấu được. Nghĩ đến đây, lục hành đạo lại nói, hành thiên, ca ca dẫn người có được thiên đại cơ duyên. Nhưng người phải hứa không được nói cho người khác, thiên đại cơ duyên, lục hành thiên mở to mắt nhìn, mang vẻ mặt mê mẩn. Đúng, Người phải đảm bảo không thể nói với người khác nếu không thì ca ca không dẫn người theo. Lục hành đạo nói, phụ thân và mẫu thân cũng không thể nói sao. Lục hành thiên kinh ngạc, không thể, chỉ ít là bây giờ không thể. Lục hành đạo suy tư nói, nói cho bọn họ cũng được nhưng bây giờ chưa thích hợp. Bởi vì quan hệ với Lục Thiên Lan nên phủ thành chủ có gian tế của đế thần cung, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Ngàn vạn năm trôi qua, người của đế thần cung không quen biết với đế tinh, nhưng một khi đế tinh ra ngoài bị bại lộ chắc chắn sẽ bị trấn áp ngay tức khắc. Nếu như đế tinh chỉ là chân thần bình thường thì không sao, nhưng thân phận của hắn làm cho người khác phải sợ hãi, con của thần vương trở nên xa cơ ở cùng một chỗ với thành chủ thiên thần của Đông Lam Thành. Không đến một ngày lục gia nhất định sẽ diệt phong, lục hành đạo mặc dù đầu óc không quá thông minh, nhưng không ngốc, có thể hiểu rõ được điều này. Đây cũng là nguyên nhân nếu như đế tinh rời khỏi phủ thành chủ phải che giấu tung tích, Bây giờ chỉ cần đế tinh không lớn tiếng chạy ra ngoài, trà trộn ở ngoài thành làm cho đế thần cung chú ý là được. Thậm chí hắn còn có thể dạo chơi, nhưng không thể có dính líu đến một số người, một số thế lực. Đế tinh tất nhiên cũng hiểu điều này, cho nên đến lúc ra tay sẽ nhờ Vân Tiêu giúp thay đổi hình dạng, ẩn giấu khí tức. Vậy ta nghe lời ca ca." Lục Hành Thiên nhìn thấy sự nghiêm túc của Lục Hành Đạo, nuốt nước miếng một cái, nhận lời. Nó tuy còn nhỏ nhưng cũng biết tầm quan trọng của cơ duyên chỉ giấu giếm một chút cũng không phải thực sự có lỗi với cha mẹ. Lục hành đạo gật đầu, dắt lục hành thiên đi vào thần ma đạo tràng, người muốn núp thành căn cơ mạnh nhất, toàn bộ thần giới không có nơi nào thích hợp hơn ở đây. Lục hành thiên vẻ mặt tò mò, đánh giá hàng hóa của đạo tràng sau đó ngây ngẩn, ở đây còn bán cả thần đế công pháp. Ở đây không thể sử dụng thần tệ chỉ có thể sử dụng điểm thần ma và thần ma nguyên điểm. Lục hành đạo giới thiệu, nói, vị này là chàng chủ đạo tràng Giang Thái Huyền. Ta nhớ rõ hắn, hắn là số ít chỉ ăn mà không mang đi, còn ăn ít. Lục hành đạo và Giang Thái Huyền đều ngơ ngẩn, Long Hạo à. Các ngươi ăn rốt cuộc xấu hổ thế nào mà có thể lưu lại bóng ma trong lòng của đứa nhỏ 10 tuổi. Điểm quan trọng nhất là gì? Giang Thái Huyền mặt vẻ mỉm cười, ta muốn đúc thành căn cơ mạnh nhất, gương mặt nhỏ của lục hành thiên căng cứng, kiên định nói. Căn cơ mạnh nhất, lại đây, mua mấy phần thương phẩm này, người muốn mạnh cỡ nào cũng được. Giang Thái Huyền mang theo ý cười trên gương mặt, Nói xong lại đưa một cái thẻ hội viên cho Lục Hành Thiên. "Trang chủ, đừng nói mơ hồ như vậy, vẫn nên giới thiệu thêm một chút đi." Lục Hành đạo mở miệng nói, bọn hắn mù quáng mua theo lời nói đấy sẽ tốn thêm không ít tiền. Dựa vào thương phẩm mới của đạo tràng, bản trang chủ cũng có cách thức mới. Giang Thái Huyền nghĩ nghĩ, nói, "Đó chính là mua trước Hỗn Độn Khí và Pháp Tắc Đan." "Pháp Tắc Đan?" Lục Hành đạo kinh ngạc, "Không sai, trước tiên dùng Pháp Tắc Đan, có được năng lượng pháp tắc" sau này tăng cường ánh sáng pháp tắc, một đường thông suốt. Giang Thái Huyền nói, dừng lại một chút, nói tiếp, sau đó dùng võ đạo đan, chỉ có như vậy mới có thể kiến lập võ học thích hợp nhất của bản thân mình. Về phần lựa chọn công pháp, có pháp tắc đan là tốt rồi, xác định pháp tắc của mình trước rồi mới tu luyện công pháp phù hợp, đỡ tốn nhiều công sức. Chàng chủ nói không sai, nhưng bọn ta mua không nổi. Lục hành đạo khổ sở mở miệng, pháp tắc đan cần 100 vạn nguyên điểm thần ma, làm sao có thể mua nổi. Giá 100 vạn nguyên điểm thần ma ở thần giới mà nói thì thật rẻ, 100 gốc dược liệu cấp thần nhân là đủ rồi, chỉ là bây giờ hắn tìm đâu ra 100 gốc. Pháp tắc đan, sau khi dùng có thể lĩnh ngộ được một loại pháp tắc. Lục hành thiên động lòng nhìn vào đan dược, ở thần giới, thần cấp trở xuống ngoài một vài thành phần là con cưng của trời ra thì căn bản không có cách nào chạm được vào năng lượng pháp tắc. Mà những người như thế, tại thần giới đã ít lại càng ít hơn, chỉ có những thế lực lớn mới bồi dưỡng ra được đạo tràng còn có ánh sáng pháp tắc, nếu có đủ ánh sáng pháp tắc còn có thêm đạo cảnh từng cấp bậc, chỉ cần có đủ tiền, muốn giúp lục hành thiên trở thành thần vương trong thời gian ngắn cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc rằng, nó không có tiền, ca ca nó cũng nghèo rồi. Nhìn hai người, Giang Thái huyền lại chào hỏi bọn người đế tinh đi vào, hai vị bảo an cũng độ kiếp trở về, trở thành cường giả chân thần hàng thật giá thật. Chàng chủ có chuyện gì cần dặn dò, mấy người hưng phấn không kiềm chế được, đây là chàng chủ đang muốn chỉ cho bọn ta cách kiếm tiền sao. Đạo tràng còn có chuyện tốt, không biết các người có tình nguyện hay không, 10 vạn nguyên điểm thần ma, có thể cho các người cơ hội tham gia. Giang Thái Huyền nói, chuyện tốt gì vậy, mấy người vội hỏi lại, lục hành đạo và lục hành thiên cũng nhanh chóng lắng nghe. Nghe nói, Giang Thái Huyền hờ hững nói, tiêu vân giảng đạo, trả 10 vạn nguyên điểm thần ma, là các người có thể nghe. Giảng đạo, mọi người hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ được trải qua. Các người có thể hiểu chúng thành lý giải về võ đạo, cảm mộ tu luyện. Giang Thái Huyền suy nghĩ, chỉ có thể giải thích như vậy. Tiêu vân đại nhân giả ý thích võ đạo, thanh âm của đế tinh hơi run rẩy, tuy rằng có thân phận cao nhưng đem so với tiêu vân, đến cái giám hắn cũng không bằng. Trong thương phẩm đạo tràng, công pháp tiêu vân là đỉnh cấp, có thể tu luyện đến cảnh giới thần đế. Nếu như thần ma đạo tràng đều bị thương nặng phải dưỡng thương, vậy vị vân tiêu này có khả năng trước kia là cường giả thần đế. Đối với một vị thần đế, cho dù vị thần đế này tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành người tàn phế, thì võ đạo cảm mộ cũng là cái mà biết bao nhiêu người mơ ước tha thiết. Chương 971, giảng đạo, đúng vậy, lần giảng đạo này, các ngươi có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá hoặc có thể tiến bộ hay không, đều dựa vào mộ tính riêng của các ngươi. Giang Thái Huyền nói, nghe, tất nhiên bọn ta sẽ đến nghe giảng rồi, bọn họ đồng thời mở miệng, nguyên điểm thần ma, bọn hắn trả nổi. Một ít hỗn độn khí nữa, nếu có cảm mộ được nâng cao, trực tiếp đột phá. Đế Tinh nói, Hắn kể tại chân thần đỉnh phong lâu lắm rồi. Bọn họ thanh toán nguyên điểm thần ma, Giang Thái huyền vung tay lên, không gian thay đổi, mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã bị chuyển đến một mảng không gian thần bí, bốn bề tràn ngập thần nguyên khí, có nghĩa là mọi người vẫn còn ở thần giới. Mặt đất có một ít bồ đoàn vàng nhạt, nhóm thần ma sớm đã ngồi xuống, im lặng nhìn phía trước, nơi đó có một bồ đoàn phát ra kim quang nồng đậm. Còn dư lại vài vị trí, vừa đủ để bọn họ ngồi giang thái huyền cũng có một chỗ ở ngay phía trước số người đã đến đủ một sợi khói xanh bay đến hóa thành dáng hình của tiêu vân nàng hướng về phía chúng thần nhẹ nhàng gật đầu bắt đầu giảng về đạo của mình trước khi thiên địa hình thành đạo đã tồn tại từ sớm ta không nghe thấy được âm thanh của nó cũng không nhìn thấy được hình thái của nó nó độc lập không chịu sự tác động của ngoại lực vĩnh viễn tồn tại tuần hoàn bất diệt là căn nguyên của vạn vật dưới đại đạo thiên địa là gốc hết thảy tồn tại đều là đạo cho nên nói cái gọi là đại đạo ở khắp mọi nơi cũng không phải là không tồn tại. Cùng với tiêu vân giảng đạo, mặc dù câu từ không ảo diệu hoa lệ, nhưng lại có một phần hỗn độn bị mở ra, cảnh tượng thiên địa hình thành xuất hiện, chúng diễn ra tự nhiên, mênh mông và hoang vu, vô số phù văn sen lẫn, ngay tại bên trong hư không biến hóa, hiện rõ trong mắt chúng thần. Ta lấy căn làm gốc, hiện lên đạo của ta, bên tai truyền đến âm thanh của tiêu vân, thứ nàng giảng thuật chính là đạo của hồng hoang, rồi lại dùng thần văn để hiển hóa đạo của bản thân, từ trong hồng hoang ngưng tụ luyện thành đạo ý của chính bản thân mình. Thần văn hiển hóa, trên đỉnh đầu Vân Tiêu hiện ra một ngã rẽ uốn lượn của hoàng hà, hùng vĩ mà minh mông, bao la vô cùng, rồi lại thần bí khó lường, giống như chỉ cần bước vào e là sẽ phải chết không cần phải nghi ngờ. Vô số giọng nói truyền đến, đi thẳng vào đáy lòng, thấm sâu vào linh hồn. Vân Tiêu miệng tụng đạo âm, dẫn dắt thần nguyên khí, tạo ra các loại dị tượng, thanh loan, tường vân, thần trận diệu pháp, khác xa với tưởng tượng của thần minh ở đây. Ra các thần hầu đắm chìm trong đó, đối với đạo trận pháp, ở đây trừ tiêu vân là người giảng đạo, cũng chỉ có quỳnh tiêu tinh thông hơn hắn, về phần thần ma và thần minh còn lại, nhiều lắm chỉ có thể xem là gà mờ. 50 đại đạo, thiên diễn 49, mất đi, một cũng là vì mang lại chúng sinh một điều sinh cơ, và vì để chấm dứt mọi sự. Đạo âm vang vọng, như một thứ âm luật trang nghiêm, khéo léo, thanh âm chấn động lòng người, lục hành đạo say mê mở ra hai mắt, hai mắt sáng rực kiếm quang, quanh thân hiện lên từng đạo kiếm quang, tự như kén của côn trùng, bao quanh thân thể đang sắp lột xác. Đế tinh chìm đắm trong đó, một cổ khí thức vượt ngoài chân thần tán ra, thế nhưng vẫn còn kém mấy phần, khiến người ta chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Nhóm thần ma đều có sở ngộ, đều có tiến bộ. Trong vô thức, đạo âm dừng lại, một hồi giảng đạo hạ màn kết thúc, chúng thần đều có tiến bộ, thực lực của Lam Hải tăng lên không ít, sắp bước vào chân thần, vẫn còn thiếu một chút cơ hội. Đạo âm tiêu tán, hoàng hà biến mất, thiên địa diễn hóa cũng tiêu tán, nơi giảng đạo khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Lục Hành Thiên tỉnh lại đầu tiên, vẻ mặt mê mang, nó chỉ thấy đầu óc hỗn loạn, không nghe Tiêu Vân giảng đạo nhưng thực lực bản thân tăng lên không ít, đã là hoàng giả. Xuất thân là con của thành chủ thần giới, căn cơ, thiên tư của nó đều không kém mặc dù mới 10 tuổi nhưng cũng có tu vi vương giả bây giờ đã đi thẳng đến cấp hoàng giả. Thần giới hy vọng người sinh ra đều là thần cấp nhưng thiên phú như thế quá kinh khủng, con của thần minh bình thường lúc sinh ra cung đã tiên thiên hoặc là thực lực trúc cơ, sự cường đại chân chính là thiên tư bọn họ tu luyện. Cũng không phải mỗi một đời sau của một vị thần đều có thể thành thần. Sau khi tỉnh lại, lục hành thiên trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, sau đó là Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu và Tiêu Vân ở chung đã không biết bao nhiêu năm, loại giảng đạo này đã sớm nghe đến chán, đổi người giảng đạo còn tạm được. Sau đó Giang Thái Huyền cũng bị truyền tống ra, hắn phát hiện chẳng biết tại sao mình lại giác ngộ cảnh giới thần nhân chỉ cần cố gắng tu luyện thì có thể trở thành thần nhân đỉnh phong giảng đạo thế này tốt thật đáng tiếc chỉ có thần ma đỉnh cấp mới có thể giảng giang thái huyền thở dài một tiếng nếu thần ma nào cũng có thể giảng thì hắn mỗi ngày có thể nghe giảng đạo mà tiến bộ cấp thấp thì không giúp ích gì được cho hắn thần ma trung cấp và cao cấp chắc chắn có tác dụng nhưng đáng tiếc hiện tại hắn vẫn chưa có tư cách hưởng đãi ngộ này sau khi giảng đạo là phần thưởng dành cho thần ma đỉnh cấp lần này không phải ban thưởng thương phẩm phổ thông, mà là phần thưởng dành riêng cho giảng đạo, Giang Thái Huyền cũng không biết đó là cái gì, chỉ cần hắn bằng lòng nói giảng đạo thành công, là thần ma đỉnh cấp có thể nhận được thưởng. Nếu hắn không bằng lòng, cảm thấy lần giảng đạo này không ổn, có thể trực tiếp bác bỏ, đạo chàng sẽ không ban thưởng. Mẹ nó, lần này bật hách lớn rồi, Giang Thái Huyền thổn thức nói, lục hành thiên đã tấn cấp thành hoàng giả, lục hành đạo suốt quang tám phần sẽ thành chân thần. Chương 972 ca ca giả, nghe nói trừ Quỳnh Tiêu ra thì cơ bản mọi người đều có tiến bộ. Nghĩ đến đây, Giang Thái Huyền nhìn về phía Quỳnh Tiêu, nhìn thấy hai mắt hộ oán của nàng, chàng chủ, lúc nào mời sư tôn ra đi, ta muốn nghe sư tôn giảng đạo. Phụt, sư tôn của ngươi đẳng cấp quá cao, chàng chủ tạm thời không có bản lĩnh này. Sư phụ của ngươi thế nhưng là một trong tam thanh, tới thần giới thì tuy không nói có thể trực tiếp treo toàn bộ thần giới lên đánh, nhưng khôi phục một ít tu vi, tuyệt dối có thể. Đúng như Giang Thái Huyền dự đoán, lục hành đạo phá quang gia, một thân tu vi chân thần, trực tiếp độ kiếp. Thật hâm mộ, 10 vạn nguyên điểm thần ma, đột phá chân thần. Hai vị bảo an ao ước, ghen tị, lúc trước bọn hắn bỏ ra bao nhiêu tiền mới đột phá chứ. Lục hành đạo bỏ ra 10 vạn nguyên điểm thần ma nghe giảng đạo liền trực tiếp đột phá. Ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ không vui vẻ hơn các ngươi. Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, hai vị bảo an nghi hoặc, ngay sau đó lập tức hiểu được, lục hành đạo bị lôi kiếp bổ xuống gần chết, gào khóc thuê, thuê, giúp ta chống được lôi kiếp chân thần. Mười vạn nguyên điểm thần ma, Giang Thái Huyền bình tĩnh nói, không thành vấn đề, nhanh ra tay đi, lục hành đạo không chịu nổi, hắn tích lũy không ít, tại hạ giới cũng tiêu không ít tiền mới tiến tới được thần linh đỉnh phong, cộng với những gì đã tích lũy được từ trước, bây giờ đột phá cũng xem như nước chảy thành sông. Chỉ là, chân thần này của hắn vốn không phải cảnh giới được tôi luyện nên, mà chỉ có xem là chân thần mức phổ thông, đối mặt với lôi kiếp chân thần thật sự có chút cấp bách sau khi thu tiền vân tiêu vừa nhấc trưởng một vệt kim quang bắn ra lôi kiếp chân thần ầm ầm vỡ nát tiêu tán hoàn toàn lục hành thiên mở to mắt nhìn đánh nát lôi kiếp chân thần cho dù ta còn nhỏ nhưng không phải là ta không biết nếu đổi lại là cha thì ông cũng không dám nhúng tay đến lục hành đạo toàn thân cháy đen quần áo tà tơi trong miệng còn có khói bốc lên nhìn sao cũng thấy thê thảm đây là cái giá phải trả do không có chuẩn bị không chịu nạp tiền đó. Giang Thái Huyền chật chật lắc đầu, tại sao ngươi lại không mua mấy viên võ đạo đan, trên trăm đạo ánh sáng pháp tắc chứ mấy. Nếu không được thì hỗn độn khí cũng được, lục hành đạo ngơ ngác, chàng chủ ngươi mỗi lần nói những lời này có thể dùng lương tâm để nói chuyện không. Ngươi hạ giá thương phẩm xuống gấp 10, gấp trăm lần, ngươi xem ta có thành thần vương cho ngươi xem không. Đệ đệ ngươi cũng đã đột phá, nhưng có hơi phiền toái, căn cơ của y. Giang Thái Huyền nói, mặc dù nghe giảng đạo tác dụng phụ rất nhỏ nhưng cũng không đủ vững chắc. Lục hành đạo trong nháy mắt sụp đổ, ta còn không có tiền, còn muốn mua thương phẩm cho đệ đệ. Hay là thôi đi, giảng đạo cũng nghe rồi, kiếm tiền thôi. Long hạo nói, dừng một chút, lại lên tiếng tiếp, lục hành đạo, phủ thành chủ có thể điều động bao nhiêu người. Đại khái hơn 10 vị thần nhân, mấy vị thần linh. Lục hành đạo cao mày nói, người muốn làm gì, yên tâm, ta sẽ không để người của phủ thành chủ làm chuyện xấu, chỉ cần giúp chúng ta thăm dò chỗ thần dược phụ cận sau đó chuyển ra ngoài là được rồi long hạo nói chờ cá mắc câu vậy cũng nên để cá biết ở đâu có mồi câu việc này ta sẽ tìm hiểu các ngươi kiếm tiền trước đi ta mua ít hỗn độn khí rồi rời khỏi đây lục hành đạo nói hỗn độn khí này so sánh với thần nguyên khí càng cao cấp hơn tu luyện ra thần lực cũng càng đáng sợ đây chắc chắn là tranh lệch giữa nguyên khí hạ giới và thần nguyên khí lục hành thiên ngơ ngác theo ca ca trở về nó còn chưa lấy lại tinh thần ngồi một hồi đã đột phá cảnh giới, nghĩ sao cũng thấy không phù hợp với phương pháp tu luyện của thần giới. Trong khi lục hành thiên còn đang mơ hồ thình lình nghe thấy âm thanh của ca ca, người nợ ta 15 vạn nguyên điểm thần ma. Lục hành thiên ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ đầy đau khổ, ta tuổi nhỏ nên ngươi lừa ta hả? Nghe giảng đạo hết 10 vạn nguyên điểm thần ma, ta biết hết đó. Ngay khi nó muốn phản bác, lục hành đạo lại mở miệng, tiền ta giới thiệu 5 vạn nguyên điểm thần ma, mỗi khi dẫn một người đến đó, đều phải thanh toán 5 vạn nguyên điểm thần ma phí tổn, mới có được một danh sách đề cử, ca ca ngươi không có ăn thêm ăn bớt đồng nào đâu. Lục hành thiên vẻ mặt hồn nhiên, rất là cảm động, ca ca, người đối với ta thật tốt. Ai bảo ta là ca ca của ngươi chứ? Lục hành đạo thở dài một tiếng, nói, ngươi có đối thủ một mất một còn không? Còn là kẻ ngươi đánh không lại ấy. Ngươi muốn làm gì? Lục hành thiên gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ cảnh giác, nó còn thông minh hơn cả lục hành đạo. Cha bây giờ rõ ràng thương ngươi hơn, ta cảm thấy, để mang ngươi đi xử lý, ngươi nói muốn tự mình báo thù, cần phải có tài nguyên nâng cao tu vi thì phù hợp hơn. Lục hành đạo suy nghĩ sâu xa nói, lục hành thiên, ta mẹ nó có người ca ca giả mà. Bên ngoài Đông Lam Thành, biên giới núi Thú Vương, có một gốc cây ăn quả thần kỳ, đây là dược liệu cấp thần nhân, nhiều cành đan vào nhau rậm rạp, phía trên còn kết thành ba trái đỏ rực, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Một con kim xà lười biếng nằm trên cây, nhìn thấy trái cây màu vàng óng ánh muốn chảy nước miếng, nhưng lại cứ nằm đó mà không hái trái cây đó xuống. Nhanh lên một chút, hôm nay là ngày quả thần dương trưởng thành, chúng ta không dễ dàng gì mới được ra ngoài, lấy được lập tức trở về Đông Lam. Một tiếng động phát ra, tinh thần kim xà bị chấn động, thu lại hơi thở thức dậy, ẩn nấp bên trong tán lá cây rậm rạp. Nhỏ tiếng một chút, núi thú vương này không được bình yên, có nhiều thần thú lắm, còn có một số người săn thú, nếu để bọn họ phát hiện ra chúng ta, rất có thể sẽ bị bắt đem bán đi. Một giọng nói trầm thấp phát ra, theo từng tiếng bước chân vang lên, Long hạo đi xuyên qua khe hở, phát hiện ra có người tới, tổng cộng là ba người, dẫn đầu là thần linh, hai người còn lại chỉ là thần nhân. Có vẻ như ba người họ rất cẩn thận, sợ sẽ có một con thần thú nào đó nhảy ra, hoặc là một thần linh cường đại đến, giết chết bọn họ. chương 973, cướp, quả thần dương này có khi nào sẽ có bẫy không? một vị thần nhân lo lắng trong thần giới có rất nhiều nguy hiểm sơ sẩy một cái là lập tức mất mạng không đâu hồi đó khi ta phát hiện ra quả thần dương này nó còn chưa trưởng thành nếu như đây là bẫy thời gian lâu như vậy không có lời sắc mặt hai vị thần nhân còn lại lúc này mới hòa hoãn nhẹ nhàng thở ra một hơi chỉ cần lấy được quả thần dương chúng ta lập tức có thể tiến thêm một bước hoặc là bán đi mua một căn phòng nhỏ rồi trở thành người dân của đông lam thành trong mắt thần linh hiện lên sự hưng phấn hồi đó khi bọn họ phi thăng lên thần giới cũng rất hăng hái chuyện gì cũng xông xáo để có được danh tiếng bước lên đỉnh thần minh đáng tiếc đối mặt với sự tàn khốc của thần giới mục tiêu của bọn hắn từ dấn thân vào đỉnh thần minh đổi thành sống sót đi vào ở phía trước cây ăn quả nhìn thấy ba viên quả đỏ rực ba người không hề động đậy gương mặt cường giả thần minh trầm xuống nói các hạ thần dương quả này là ta phát hiện trước xin các hạ nể tình Long Hạo ở bên trong cây ăn quả có chút ngẩn ngơ, chẳng lẽ người này là lão quái vật? Đế Tinh đã giúp ta che giấu khí tức, những thần linh này còn có thể phát hiện. Đế Tinh, để xem ngươi sau này còn không biết xấu hổ nói mình là con thần vương, rõ ràng là phế vật, uổng công tu vi chân thần. Xem ra không phải là bẫy, cương giả thần nhân thở dài ra một hơi, trên mặt hiện ra ý cười kích động, chúng ta tức khắc sẽ hái được quả trở về. Mẹ nó, thì ra là thăm dò, Long họa nhịn không được nhảy ra ngoài ba tên này gan cũng quá nhỏ. Khổ, ba vị, thần dương quả này, ta đã đợi hơn vạn năm, ba vị đột nhiên tới lấy quả, sợ là không thích hợp. Long hạo bí mật từ chỗ lá cây đi ra, hắn cảm thấy cần phải nói đạo lý, như vậy mới lừa được tiền. Ừm, ba người biến sắc, thân hình lùi lại nhanh chóng, ánh mắt nhìn chằm chặp long hạo, sau đó nét mặt thần linh biến đổi, hiện lên vẻ cười lạnh, thì ra là một tiểu yêu cấp thần nhân, ta còn tưởng là vị nhân vật lớn ấy. Nhìn bộ dạng sợ sệt kia của các ngươi, Lòng Hạo nhìn không nổi nữa, ta vừa mới là tiểu yêu của thần giới thì lá gan cũng lớn hơn so với các ngươi. Tiểu yêu cấp bậc thần nhân, hai vị thần linh khác nhẹ nhàng thở phào, tiếp theo cười nói, đây là thu hoạch bất ngờ, bắt nó, lấy thêm quả thần dương, nhà của chúng ta sẽ lớn hơn một chút. Long Hạo đang trầm tư, mình có nên gọi ra chân thần đứng sau? Nhưng như vậy có khi nào trực tiếp dọa bọn chúng bỏ chạy? Thôi đi, cứ để bọn chúng tới chân áp, tính tình ba tên này nhát cái quá. Oanh vừa nhấc trưởng, một đạo trưởng lực màu vàng thi triển ra, thần linh ra tay, một đạo trưởng lực không lớn không nhỏ bao phủ xuống, miễn cưỡng có thể che khuất cây thần dương quả. Áp lực của thần giới quá lớn rồi, cường giả thần linh này ở thần giới cũng không thể tạo thành thiệt hại bao nhiêu, sẽ không làm vỡ vụn hư không, hủy diệt tinh cầu giống như ở hạ giới, hay chỉ một sợi khí tức chân thần cũng đã khiến tinh không dung chuyển. Thật can đảm, người dám xuống tay với huynh đệ ta. Tiếng vang như sấm chuyển đến, một cỗ uy thế hào hùng quét sạch, một đạo trưởng lực chấn áp giáng xuống trực tiếp làm ba vị thần bị bao phủ bên trong còn phần trưởng lực kia lập tức tán loạn chân chân thần ba tôn thần mơ màng không phải chỉ có một vị tiểu yêu cấp thần nhân sao còn ẩn giấu một vị chân thần bẫy của các ngươi sâu như vậy sao từ khi nào cảm bẫy cũng kín đáo như vậy thấy ba tôn thần bị chấn áp lòng hạo dứt khoát hái ba trái thần dương quả rồi cất giữ sau đó nhìn về phía ba vị thần lột sạch lột sạch hết ngươi các ngươi Ba tôn thần suýt nữa hộp máu, đã nói là ta bảo vệ quả vạn năm, các ngươi còn muốn cướp. Long Hạo bĩu môi, nói xong trực tiếp ném ra mấy món quần áo bình thường, đây là cho các ngươi che kín thân thể. Đồ hạ giới, ngươi, các ngươi mới từ hạ giới lên đây, quần áo này bọn họ có thể nhận ra được, bình thường đến thần giới vốn không có, cử động một cái là có thể bị rách. Nếu như đã ở thần giới một thời gian, loại này đã bị ném đi từ lâu, bởi vì quần áo này hoàn toàn vô dụng, là phế phẩm không ai muốn chúc mừng, trả lời đúng rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Long hỏa chớp mắt, thấy các ngươi hồ đồ đến thảm thương thế này, ta sẽ không giết các ngươi, tha các ngươi một mạng. Ta, bọn ta đều phi thăng từ hạ giới, đều là người phàm, ngài tha cho bọn ta một lần được không? Ba người vội vàng cầu xin tha thứ, thường thức cơ bản của thần giới, ra khỏi thành thì sống chết có số, thực lực làm đầu, cạm bẫy nơi nơi. Long hạo lấy ra một quyển sách, bình tĩnh nói, ba người hoang mang, bọn ta đang xin tha, Ngươi lại giảng thường thức cơ bản của thần giới cho bọn ta. Nhìn thấy ba người mờ mịt, lòng hạo lắc đầu bĩu môi, ngu ngốc, người cũng nói đây là thần giới, tất nhiên phải dựa theo trình tự của thần giới, muốn làm thân. Không được đâu, sau khi chấn lột ba người họ, trong ánh mắt đờ đẫn của ba người, lòng hạo đào cây thần dương quả lên, cái này chắc cũng đáng chút tiền. Nghèo túng thật, một món thần khí cũng không có. Đế tinh khinh thường nói, các ngươi, ba người xấu hổ, giận dữ muốn chết, không ngờ vừa mới phi thăng đã bị khinh thường cường giả thần linh cầm đầu hoảng sợ ngươi các ngươi mới phi thăng thật ư sao các ngươi còn chưa cút đi long hạo bất mãn nhìn bọn hắn các ngươi đều không có tiền ta cũng không muốn cướp của các ngươi quân đế thần của phi thăng tri hải biến mất cũng là do các ngươi làm sao cường giả thần linh run giọng nói đế tinh khẽ nhíu mày trong lòng có chút linh cảm không tốt ngươi muốn nói cái gì không không có gì mặc dù không có được câu trả lời cường giả thần linh lại xác định chính là đám người này làm, thật độc ác, cũng chỉ có bọn họ phi thăng lên đây đã có thể xử lý tiểu đội thần cấp. Nghĩ đến đây, ba người không quan tâm đến quần áo, vội vội vàng vàng tháo chạy, cứ trần chuồng như vậy mà bỏ chạy. chương 974, ăn hết rồi, đế tinh sắc mặt lạnh lẽo, thần lực tuôn ra, bà bóng người kia bay trở về với tốc độ cực nhanh, lạnh lùng mở miệng ý của ngươi là đế thần cung đang tìm đám phi thăng giả kia. Chân thần đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Ba người vội vàng cầu xin được tha, thầm hận vị thần linh bên cạnh mình, không có chuyện gì nhắc đến vấn đề này làm gì, đây không phải ám chỉ giết người diệt khẩu sao. Tha mạng tất nhiên không có vấn đề gì, đế tinh mỉm cười, nhưng dáng vẻ tươi cười trong mắt ba người lại tràn đầy uy nghiêm đáng sợ, một trưởng đánh ra, một đạo thần lực không đi vào trong cơ thể ba người, chỉ cần một ý niệm của bản thân, các người đều phải chết, phải xem các người có ngoan ngoãn hay không. Ba gương mặt kinh sợ trợn nhìn tại chỗ, chân thần đại nhân yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ không nói ra tuyệt đối không yên tâm bọn ta sẽ không giết ngươi nhiệm vụ của các ngươi sau này cũng rất đơn giản đế tinh mỉm cười nói đối đối phó với đế thần cung ba người kinh sợ liền quỳ tại chỗ ngài cứ giết bọn ta đi không các ngươi nhìn thử bản đồ này đi nơi này nơi này nữa đều là dược liệu thần cấp còn có cả cấp thần linh thậm chí là cấp chân thần đế tinh lấy ra một bản đồ dầm gì nói ý của đại nhân là gì bảo bọn ta đi kiếm bảo vật hả, đừng đua, dược liệu cấp thần nhân, người phất tay cái là có được, còn cần đến bọn ta. Các người báo cho các thần còn lại tới đây cướp bảo vật. Đế tinh lạnh lùng nói, lại là bẫy, ba người sợ hãi mở to hai mắt nhìn, dù đã thường thấy âm mưu quỷ kế của thần giới, các loại cảm bẫy, bọn hắn vẫn bất ngờ không kịp đề phòng. Những cái bẫy được thiết kế kia, có cái nào không phải đánh một lần rồi đổi địa điểm, đám người này muốn bẫy tiếp ở Đông Lam Thành trong một thời gian dài. Trên bản đồ này, phía trên đánh dấu nhiều dược liệu như vậy, các người muốn chấn lột toàn bộ người của Đông Lam thành sao? Long Hạo đang cầm sách, dung đùi đắc y nói, dựa theo cách xử sự, sự của thần giới mà nói thì ai phát hiện ra trước thì lấy được, đương nhiên để có bản lĩnh cầm bảo bối chạy khỏi thì vẫn phải xem nắm đấm ai lớn hơn. Bọn ta không bắt các người đi chiêu chọc đế thần cung, chỉ là dẫn người đến, không phải bảo các người tìm đường chết. Đế tinh mặt không chút thay đổi nói, nhưng các ngươi làm vậy, so với kêu bọn ta đi chết có gì khác nhau chứ? Một khi bọn hắn đều bị bẫy, tới khi đó chắc chắn sẽ tìm đến gây chuyện với bọn ta, giết chết bọn ta. Ba người sợ hãi biểu hiện e ngại, sắc mặt đế tinh không dễ nhìn, nếu các người không muốn cũng được, chết ngay bây giờ. Bọn ta làm, ba người vội vàng nói, dù sao sau này chết cũng tốt hơn là chết bây giờ. Đế tinh gật đầu thỏa mãn, thuận tiện các người nghĩ cách dò xét một chút, có thể tra ra bảo vật nào là bẫy hay không. Ba người lắc đầu, việc này bọn họ làm sao mà điều tra ra, bây giờ bọn họ vẫn còn e ngại như cũ, vậy đế thần cung bên kia. Yên tâm, những thủ vệ kia không liên quan đến bọn ta, tất cả đều là phế nguyên thần tộc của một người tên Đoạn Thiên làm. Đế tinh xua tay nói, dứt khoát đổ thừa, dù sao Đoạn Thiên cũng đã về rồi. Còn về việc phế nguyên thần tộc muốn đòi người, Đoạn Thiên giờ đã là chân thần, giết chết một thần linh hay mấy chục thần nhân này có là gì? Phế nguyên thần tộc không thể kém hơn so với đế thần cung. Ba người này vẫn còn chút e ngại như cũ, nhưng sinh tử nằm trong tay của đế tinh bọn họ chỉ có thể nhận lời đau thương phẫn nộ mà dùng thần lực biến ra quần áo cẩn thận từng ly từng tí đi về đông lam thành sau khi xử lý đế tinh và long hạo lập tức rời khỏi ngọc thạch truyền tin trên tay sáng lên là lục hành đạo truyền tin tức đến ngọc thạch đưa tin này cũng là lục hành đạo đưa ở thần giới muốn dùng thần niệm truyền âm rất khó khăn còn không bằng sử dụng ngọc thạch đi thôi lục hàng đạo nói có một tên đang bố trí bẫy chúng ta mau đi sập bẫy Đế tinh vui vẻ nói, Long Hạo và đế tinh vội vàng rời đi, thuận tiện thông báo một chút cho hai bị bảo an và yên tuyết hàn. Ba người bọn họ còn bận việc, chỉ đành để Long Hạo và đế tinh tới xử lý, hai người đi tới nơi lục hành đạo nói. Ở đây vẫn thuộc bên ngoài của núi Thú Vương, có không ít thần thú cấp thần linh lui tới. Đây là một sơn cốc nhỏ, ở miệng sơn cốc có một viên thần dược cấp thần nhân, đây đúng là một trong các cạm bẫy. Đế tinh ẩn náu, Long Hạo dứt khoát lấy thần dược, sau đó phát hiện phía trước còn có một gốc thần dược cách đó không xa, lấy luôn, phía trước cũng có, từng bước dụ người khác vào bẫy. Long Hạo thu liên tục năm gốc thần dược cấp thần nhân, phía trước có một gốc thần dược, thần lực dao động mạnh mẽ, quả nhiên đã đạt tới cấp thần linh. Hai vạn, Long Hạo hai mắt tỏa sáng, một gốc bằng hai gốc. Nhận được truyền âm của đế tinh, Long Hạo nhanh chóng chạy đến thần dược cấp thần linh đang sắp thành công, thần lực đột nhiên dao động. Một bóng người đen nhánh xuất hiện, lạnh lùng che trước thần dược hừ tiểu yêu cấp thần nhân, bóng người tối đen hơi thất vọng, đây là khu vực thần thú cấp thần linh lui tới, ở đâu ra một thần nhân. Cái ta muốn là cấp bậc thần linh, ngươi là ai?" Long Hạo chớp mắt, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, "Ta là chủ nhân của dược liệu này, ngươi dám trộm thần dược của ta, tội đáng chết vạn lần, đừng hòng rời khỏi." Bóng đen cười lạnh một tiếng, "Cấp thần nhân thì cấp thần nhân, lần này kiếm ít hơn chút, giết y xong bố trí lại bẫy là được. Ta không biết là thần dược của ngươi, ta trả lại cho ngươi." long hạo vội vàng nói bóng người tối đen ngẩn người còn trả lại không phải nên bỏ chạy à người nọ cười lạnh một tiếng thần lực tối đen phồng lên hóa thành một làn sương mù thổi quét tới muộn rồi sau khi giết ngươi ta vẫn lấy lại được thần dược như thường nhưng mà ta ăn hết rồi long hạo mang vẻ mặt vô tội mẹ nó ăn hết bóng đen ngơ ngẩn sao ngươi không theo kịch bản cũ nhìn thấy nhiều thần dược như vậy không phải nên thu thập trước hả con mẹ nó bây giờ cho dù ta có bán người đi cũng lỗ vốn. chương 975, không hổ là tiền bối. Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Long Hạo, sát ý của bóng người tối đen ấy càng thêm mãnh liệt, xé bụng của ngươi, liệu có thể tìm lại bao nhiêu? Tìm lại là không thể nào, bắt được Long Hạo, hắn mới có thể bớt lỗ vốn. Oanh, kim quang lấp lánh, đế tinh đứng trên không đi xuống, sương mù tối đem tích tắc tiêu tán, uy áp của chân thần bùng nổ, một trường lực trực tiếp chân áp bóng người tối đen ấy, huynh đệ của ta mà ngươi cũng dám động đến. Chân, chân thần, bóng đen ngây người, mẹ nó một thần thú cấp thần nhân, mà lại có thể dẫn theo một chân thần. Các ngươi hành xử không theo kịch bản mà coi được hả? Giao ra tất cả thần dược, thần khí, đồ vật đáng tiền trên người ngươi ra đây. Long hạo lập tức ngảng cao đầu, giọng điệu cao ngạo. Bóng đen, ta bị bẫy ngược lại, hắn bây giờ hiểu rồi, hai người này cố ý, bọn chúng chắc chắn biết chỗ này có bẫy hít sâu một hơi, bóng người tối đen khó khăn cười một tiếng, lộ ra một gương mặt thanh tú không gây hại, chào hai vị, có phải ta giao ra, thì không giết ta không? Chỉ cần không chết hắn có thể đổi địa điểm tiếp tục bầy bẫy mới, đợi ngày mình trở thành chân thần, lại quay về đây gỡ gạc thể diện. Đương nhiên rồi, bọn ta là người tốt, Long Hạo nói, bóng đen cũng thẳng thắn, trực tiếp tháo chiếc nhẫn không gian xuống, tất cả gia tài của ta đều ở trong này. Đế tinh nhận lấy xem xét, khẽ gập đầu, ra hiệu đối phương thật sự có thành ý. Không đúng, quần áo này trên người ngươi, cũng không phải vật phàm. Long Hạo lại nói, chết tiệt, các ngươi còn ác hơn cả ta, ta nghĩ tới việc bán ngươi nhưng có nghĩ tới chuyện lột ra ngươi đâu. Không còn cách nào khác, bóng đen đành cởi áo bảo đen xuống, hiện tại chỉ còn một bộ quần áo che kín cơ thể, gương mặt Long Hạo vẫn bất mãn, muốn chứng thực thử một lần dùng sức giật giật, thế là bèn kéo thử một cái, quần áo che kín thân thể rách ra. Ngươi có phải có bệnh hay không? đối phương tái mặt ta đã phối hợp vậy rồi người nhất định phải để ta trần chuồng rời khỏi như vậy sao đế tinh lại đánh vào một đạo thần lực như trước đó uy hiếp đối phương người bố trí cạm bẫy hắn là quen biết không ít người cùng ngành nhỉ đâu có đâu có tại hạ là la lãng hai vị mới là tiền bối vãn bối mới nhập môn không lâu không có bao nhiêu bằng hữu gương mặt vốn tái xanh của người nọ lập tức thay đổi thành dáng vẻ tươi cười lấy lòng các ngươi đến đập phá chỗ ta còn dám nói ta với các ngươi cùng ngành các ngươi so với ta mưu mô hơn nhiều, không có bao nhiêu, vậy tức là có, người phụ trách giúp bọn ta dò xét xem ai còn đang làm việc này giống ngươi, nhớ rõ báo cho bọn ta. Long Hạo nói, dừng lại một chút lại uy hiếp nói, người mà không đồng ý, cẩn thận không giữ được mạng nhỏ. Chuyện này, phá hỏng quy cũng không tốt đâu, trong số những người âm thầm làm chuyện này có thể còn có không ít chân thần. La Lãng cười gượng nói, các ngươi không hành theo lẽ thường như vậy, sẽ gây rối loạn cho những người như bọn ta. Không, bọn ta là vì hòa bình của thần giới. Long hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện giờ tất cả mọi người không dám ra khỏi thành, ai cũng cảm thấy bất an, là do loại người như các người tồn tại, bọn ta muốn trả lại sự an bình khắp nơi cho thần giới, cùng dựng nên hòa bình của thần giới. Chết tiệt, có thể mang chuyện đen ăn đen nói có tinh thần trọng nghĩa như thế, ông đây bội phục, ra mặt la lãng căng ra, ha từng gặp qua bao chuyện không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai có ý nghĩ không biết xấu hổ một cách chính nghĩa như vậy thật mẹ nó không hổ là tiền bối. La lãng cảm khái một tiếng, nói, vậy vãn bối đi dò xét trước một bước, nếu có tin tức sẽ thông báo cho hai vị tiền bối. Ừm, không tôi, lúc đó ngươi thông báo cho bọn ta, vì cống hiến hòa bình cho thần giới, đến lúc đó bản thần sẽ thưởng cho ngươi. Sắc mặt của đế tinh tán thưởng, ngươi lấy cấm chế trong cơ thể ta ra là ban thưởng tốt nhất đấy. La lãng thầm phỉ nhổ một tiếng trong lòng, đứng dậy rời khỏi. Hắn không phải là ba tên nhát gan kia, việc kiểu này hắn đã làm qua không ít cũng quen được không ít người chuyên đặt bẫy tốc độ điều tra sẽ nhanh hơn lục hành đạo nhiều thu hoạch không tệ chúng ta nên đi mua hỗn độn khí trước long hạo sốt ruột nói hỗn độn khí đế tinh khẽ nhíu mày chúng ta không phải nên mua ánh sáng pháp tắc hoặc là đạo cảnh trước sao chúng ta vẫn còn nghèo mua từ cái rẻ trước rồi từ từ tăng lên long hạo suy tư nói hỏi một câu trong cùng cấp bậc người cảm thấy thần lực và nguyên lực hạ giới đánh nhau cái nào sẽ thắng tất nhiên là thần lực thắng chắc đế tinh mới vừa mở miệng lập tức ngây ngẩn cả người đúng vậy thần lực chiếm ưu thế hơn nguyên lực vậy hỗn độn khí này có thể rèn luyện tăng lên thần lực vậy tức là nó có thể nghiền ép thần lực nếu thần lực được luyện hóa ra từ hỗn độn khí thì trong cấp bậc chân thần hắn có thể càng mạnh mẽ hơn quay lại thần ma đạo tràng đế tinh sốt sắng đi vào thấy lục hành thiên mặt mũi bầm dập đang đứng ở cổng gương mặt đầy vẻ uất ức tiểu hành thiên ngươi làm sao vậy yên tuyết hàn quan tâm hỏi han còn đau lòng sờ lên đầu. Ca ca của ta đánh, lục hành thiên uất ức muốn khóc, ban đầu quay về thật vui vẻ, ai biết ca ca đi lên bóng dưng dừng lại đánh một trận, đánh tới nỗi mặt mũi nó bầm dập. Lục hành đạo đúng là không ra gì mà, sao có thể xuống tay với đệ đệ nắng như vậy? Yên Tuyết Hàn tức giận nói, lục hành thiên hai mắt tỏa sáng, vậy là Yên Tuyết Hàn muốn giúp mình ra mặt. Nhưng ngay sau đó, lục hành thiên đoán sai rồi, chỉ thấy Yên Tuyết Hàn lời nói thay đổi, âm trầm mà nói, nếu là để bọn ta làm, ngươi nhìn đi, bây giờ chỉ xương mỗi khuôn mặt, đầu còn chưa phải băng bó. Ca ca, cuối cùng ngươi kết giao với loại bằng hữu gì vậy? Lục hành thiên muốn khóc lắm, đám người này, một chút lòng cảm thông cũng không có. Đệ đệ à, lần này là ca ca ta sơ suất. Lục hành đạo từ đạo tràng đi ra, khẽ thở dài, nhất thời quên mất, tu vi của ngươi quá yếu, một gốc dược liệu thần nhân cũng rất khó tiêu hóa, cho nên sau khi đánh ngươi, cũng chỉ lấy được một gốc dược liệu thần nhân. Lục hành thiên, đế tinh và long hạo vừa trở về cũng ngây người, đầu óc người quả nhiên không xài được, sao không cùng bọn ta bàn bạc một chút đã xuống tay ác vậy, lần này thì tốt rồi, giờ bỗng dưng bị đánh, bọn ta đều cảm thấy đau lòng. chương 976, trăm trận trăm thua, ca, lần sau người có thể nghĩ kỹ rồi đánh hay không? Lục hành thiên uất ức nói, được, lần sau ta nhất định nghĩ kỹ. Lục hành đạo vội vàng nói, người cũng đừng cảm thấy oan ức, xem như tổng kết kinh nghiệm thất bại, thất bại ở trước mặt ca ca, dù sao cũng tốt hơn thất bại trước mặt người khác. Thôi đi, là người thất bại mới đúng chứ. Lục hành thiên mở to hai mắt nhìn, ta mẹ nó phụ trách bị đánh, đóng vai đáng thương, còn người ra tay thật ra là ngươi mà nhỉ. Mọi người nhìn lục hành thiên một cách thương hại, gặp phải ca ca như vậy, thật là thê thảm, thật lo lắng cho nó vào những ngày tiếp theo. Đúng rồi, người của đế thần cung đang tìm chúng ta. Lục hành đạo nói ra, sợ là không bao lâu nữa sẽ có thể tìm tới nơi này, Thủ vệ ở Phi Thăng Chi Hải là người của bọn hắn. Đổ cho Đoạn Thiên và Thiên Mộng, Đế Tinh nói, thế lực ở chỗ hai người bọn họ đều không yếu hơn so với với Đế Thần Cung, chỉ tổn thất một tiểu đội, Đế Thần Cung sẽ không truy cứu. Lục Hành Đạo gật gật đầu, mấy ngày sau có một bí cảnh cấp thần nhân, chỉ giới hạn cho thần nhân tiến vào, bên trong có không ít thần dược cấp thần nhân, cấp thần linh cũng có, một khi tham gia thì có nghĩa là cùng với một số người Đế Thần Cung giao thủ. Tranh đoạt tài nguyên, Đế Thần Cung chắc sẽ không quá phận nhỉ? đế tinh nhíu mày sẽ không nhưng khó tránh xuất hiện khả năng có việc ỷ đông hiếp yếu ở đây chúng ta chỉ có long hạo cùng yên tuyết hàn là cường giả cấp thần nhân lục hành đạo bất đắc dĩ nói không sao đạo tràng không phải còn có thần ma cấp bậc thần nhân à để bọn hắn đi vào là được rồi bọn hắn đi hoàn toàn hành hạ người mới long hạo tự tin nói nếu nhìn quanh toàn bộ thần giới bọn hắn không biết người có thể đánh bại cường giả thần ma cấp thần nhân của đạo tràng có tồn tại hay không nhưng bọn hắn có thể chắc chắn đông lam thành không có việc bí cảnh dễ dàng giải quyết nhưng tiếp theo nên hành động như thế nào cũng khá khó nhằn làm cách nào mới kiếm được nhiều tiền chứ đông lam thành mặc dù có chút thế lực nhưng chúng ta không thể chen chân vào được trang chủ ngươi thấy thế nào lục hành đạo nhìn về phía người đang hóng chuyện một bên là giang thái huyền ta thấy thế nào sao ngồi xem giang thái huyền ngẩn người trả lời trong vô thức nhưng thấy sắc mặt của mấy người không dễ nhìn lúc này mới nói kiếm tiền chứ, kiếm thật nhiều thật nhiều thần tệ. Thần tệ vô dụng, người lại không nhận, lục hành đạo bĩu môi, thần tệ vô dụng ở chỗ của ta, nhưng không có nghĩa là vô dụng tại Đông Lam Thành, các người có thể dùng thần tệ mua tài nguyên, hạ giới nhiều hạng mục kiếm tiền như vậy, các người cũng sẽ không đầu tư hả. Giang Thái Huyền khinh thường, dẫn theo các người lâu như vậy, các người vẫn chưa học được à. Quán ba, trường học, những nơi này đều không thích hợp với thần giới. Mấy người lắc đầu, ra khỏi thành, Trừ phi treo bảng hiệu thần vương, bằng không máy bay của người có tốt hơn, người cho thuê cũng có thể bị cướp. Về phần quán ba, cái này thần giới mặc dù không có, nhưng rất tốn thời gian, mà một khi mở ra, phủ thành chủ chưa chắc che giấu được, đế thần cung càng cắn chặt. Tại sao không chọn học viện, hoặc là lớp bổ túc? Giang Thái Huyền nói, lớp bổ túc, dạy bọn họ mấy mánh khóe cơ bản á, lục hành đạo suy nghĩ sâu xa, dạy cách tu luyện, trẻ nhỏ tu luyện già thì không được, hơn phân nửa là phế rồi các người có thể thu thần tệ, sau đó dùng thần tệ mua thần dược, đến nơi này của ta đổi điểm thương phẩm, từ từ nắm căn cơ vững chắc, có thể vượt qua mọi người trong cùng một cấp, một bước lên mây. Giang Thái Huyền nói, chờ bọn hắn biết đến đạo tràng, các ngươi lại đổi qua các mánh khóe cơ bản đó và cả các loại kiến thức chuyên sâu nữa. Tràng chủ nói có lý, lục hành đạo cảm giác tán đồng sâu sắc, bọn ta bàn bạc lại thử xem. Ừm, vừa bắt đầu tùy tiện làm thử là được, nếu thực sự không được thì bỏ gánh rời đi, không có tổn thất quá lớn giang thái huyền lại nói việc này lục hành đạo có thể làm cứ lấy thân phận thiếu thành chủ tất cả đều có thể thuận lợi bọn ta có thể làm giảng sư long hạo nói đến lúc đó ta làm một điểm báo danh tại bí cảnh có thể hấp dẫn càng nhiều người đầu tiên khi bắt đầu phải dùng tiểu hành thiên lôi kéo người tiểu hành thiên có bạn bè không yên viết hàn nhìn về phía lục hành thiên bây giờ ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện các ngươi lại muốn bẫy ta lục hành thiên nghiêng đầu sang chỗ khác khuôn mặt nhỏ thở phì phò làm xong việc, mua cho người thương phẩm của đạo tràng. Lục hành đạo mở miệng nói, ta muốn võ đạo đan, ta muốn sáng tạo võ kỹ thuộc về ta. Lục hành thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Có thể, lục hành đạo gật đầu, Giang Thái Huyền lại sột soạt viết mấy chữ, nội dung quảng cáo ta cũng đã nghĩ xong giúp các người rồi, cha đã phế vật con trai phải hơn, đời cha liều không nổi thì ta liều đời con. Liều đời con, mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt hiểu ra, ai không mong con hóa rồng, huống chi, số lượng, đời cha, không thể lại chiếm đa số, ai cũng mang hy vọng ký thác vào con cái. Lục hành đạo đi xử lý chuyện lớp bổ túc, chúng ta tiếp tục đen ăn đen, thuận tiện vơ vét một chút tài nguyên gần đây, tranh thủ làm đến khi không còn thần dược bên ngoài núi Thú Vương. Long Hạo nói, tốt nhất là kéo đế thần cung xuống nước. Long Hạo lại nói, Long Hạo đã nói rõ là tranh giành của cải. Đế tinh đen mặt nói, đế thần cung có thủ với ta, người còn muốn mang theo bọn hắn. Không, Bọn ta tính cho đế thần cung một chút ngon ngọt, sau đó chúng ta ở Đông Lam thành có thể coi trời bằng vung, yên tâm hoành hành. Long Hạo đáp, với lại, ngươi không muốn tìm hiểu tình huống của ca ca ngươi hả? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thua, sau đó thì khi bại khi thắng như lục hành đạo. Giang Thái Huyền, mẹ nó, lúc trước ngươi ở hạ giới thầy dạy kiểu gì mà trăm trận trăm thua? Chương 977, đừng có nhìn bọn ta rồi chảy nước miếng, nhìn thu hoạch của bọn ta này, đuổi lục hành đạo đi mọi người bắt đầu bán tài nguyên. Tám vạn điểm thần ma, Giang Thái Huyền nói xong thì quay sang Yên Tuyết Hàn, 10 vạn. Ít quá, mọi người thở dài, nếu như ở nhân gian thì thu nhập này chắc chắn khả quan, nhưng ở thần giới đối mặt với thương phẩm thần cấp, đây là mức thu nhập cực thấp. Mỗi người mua 4 sợi hỗn độn khí luyện hóa, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục đứng dậy kiếm tiền. Phải tiết kiệm tiền một chút, tránh xuất hiện tình trạng thuê cũng thuê không nổi. Yên Tuyết Hàn nói, mọi người gật đầu, đạo tràng là chỗ dựa vững chắc nhất của bọn họ ở thần giới, nếu xài hết tiền không còn tiền thuê, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Mọi người bắt đầu phân công, Long Hạo và Đế Tinh một tổ, Yên Tuyết Hàn và Hạ Sơn một tổ, hứa hằng đi vơ vét tài nguyên, nhìn thấy cái gì cũng không được bỏ qua. Mặc dù tài nguyên của thần giới phong phú, nhưng không phải chỗ nào cũng mọc thần dược. Dù sao nhiều năm như vậy, những thần dược này cũng không phải không ai muốn, mà hầu như ai ai cũng muốn có được nó. Giang Thái Huyền vẫn đang đọc sách, đế thần cung chiếm hơn phân nửa số tài nguyên Đông Lam Thành, phủ thành chủ và một vài gia tộc nội thành chỉ còn lại một phần nhỏ. Thực lực của những gia tộc này đều không yếu, có lão tổ chân thần tỏa chấn, thậm chí còn có mấy vị thực lực thiên thần, nếu không phải là lục thiên lan biết cách làm người, vị trí thành chủ này đã sớm đổi chủ. Ở thần giới mà muốn làm thành chủ, trừ phi thực lực vô cùng mạnh, nếu không còn phải tuân thủ quy tắc, hoặc là để phe thần vương hoàn toàn ủng hộ ngươi, hoặc là làm cho phe thần vương phải chán ghét thành chủ đương nhiệm. Lục Hành Đạo cũng muốn mua một ít thương phẩm, nhịn đau mà phân cho Lục Hành Thiên hai đạo hỗn độn khí, ngươi không kiếm ra một phân tiền nào, trái lại ca ca ngươi thì đang phải tiêu tiền cho ngươi." Phụ thân nói ca ca phải chăm sóc cho đệ đệ, Lục Hành Thiên che lấy mặt mình, lại nói ngươi đánh ta bao nhiêu lần, chẳng lẽ ngươi không đếm sao? Nhìn thấy mặt mũi tiểu đệ bầm dập, Lục Hành Đạo thở dài một tiếng, mình có nên lừa nó, nói mình đang vì đả thông kinh mạch trong cơ thể nó hay không? Nhưng đầu óc đệ đệ hình như còn tốt hơn cả mình. Được rồi, được rồi, ta giúp người luyện hóa hỗn độn khí, đợi lát nữa người nhất định phải biểu hiện cho tốt. Lục hành đạo nói, ca, người cứ yên tâm đi, bây giờ đệ đệ đã hiểu rồi, chỉ cần có thể kiếm được tiền, ta bị đánh bao nhiêu lần cũng được. Nếm được ngon ngọt, khuôn mặt nhỏ của lục hành thiên tràn ngập khát vọng đối với tiền. Lấy theo lời của đạo chàng đã nói, có nhiều tiền rồi, thần vương chó má cái gì, ta thành thần cho ngươi xem. Lục hành đạo hài lòng gật đầu, vô cùng yêu thích tiểu hành thiên, nhỏ như vậy mà đã có giác ngộ thế này, còn xuất chúng hơn Long Hạo. Nghe nói toán học của Long Hạo không tốt, đến lúc đó để đệ đệ nhìn ép hắn, lục gia ta phải xuất hiện một người toàn năng. Được hỗ trợ luyện hóa hỗn độn khí, thực lực toàn thân của Lục Hành Thiên tăng lên không ít, tuy không hẳn có thể treo bản thân lúc trước lên đánh nhưng chắc chắn có thể thắng, ta rất muốn có Hỗn Độn Đan. Hỗn Độn Đan là đan dược toàn diện, thế nhưng quá mắc, một viên cần 5 vạn điểm thần ma. Lần buôn bán này mà kiếm được tiền, ca ca sẽ mua cho ngươi lục hành đạo đồng ý nói đây là bản kế hoạch người hành động trước ta còn phải luyện hóa hỗn độn khí được lục hành thiên lật bản kế hoạch ra xem nó chạy ra khỏi gian phòng tìm được lục tiểu sơn sau khi phân phó mấy câu thì mang theo hai hộ vệ thần linh trước tiên đến sân kiểm tra trong thành trì chỗ này là nơi công cộng cho dù là cư dân bình thường nội thành cũng có thể sử dụng thiết bị hơi đơn sơ lục hành thiên đi tới sân kiểm tra khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục bình thường nó tràn ngập kiên định âm thầm động viên bản thân, ta nhất định có thể, ta nhất định phải kiếm nhiều tiền. Hai vị hộ vệ vẻ mặt mơ màng, bọn họ không hiểu, tiểu thiếu thành chủ lại lên cơn điên gì mà chạy tới sân kiểm tra công cộng này, phải nói rằng đây là mà nơi rất nhiều thiên tài đại gia tộc đều không muốn tới. Có một ít thiên tài sẽ được gia tộc cho kiểm tra thẳng trong tộc luôn, không bại lộ kết quả ra ngoài, tránh cho các gia tộc đối thủ chú ý, vậy nên cứ che che giấu giấu. Lục hành thiên, người gọi bọn ta tới làm gì? hai đứa trẻ 11-12 tuổi đã chờ từ lâu, trên người là quần áo lộng lẫy, hiện ra kim quang, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Muốn, ực, má nó, đều tại ca ca hại, bây giờ thấy bọn họ ăn mặc đẹp, ta lập tức nhịn không được mà muốn cướp đem đi bán. Gớm chết được, người có thể đừng nhìn bọn ta rồi chảy nước miếng được không? Vẻ mặt hai đứa trẻ ghét bỏ, lục hành thiên thế nhưng lại nhìn bọn họ đến chảy nước miếng. Hai vị hộ vệ thần linh ngẩn ngơ, tiểu thiếu thành chủ của bọn ta hồn nhiên như vậy, từ khi nào biến thành bộ dạng của một con gấu vậy? Xin lỗi, ta là muốn mời các ngươi đến xem cái này. Xem cái gì? Hai đứa trẻ nghi hoặc, Lục Hành Thiên kiềm chế lại nội tâm đang kích động, đi về phía thần lực trụ, đây là trụ thần lực, chỉ thần cấp mới có thể đánh nát. Đương nhiên bọn ta biết, ngươi không cần phải giải thích. Hai đứa trẻ nhíu mày, vẻ mặt bất mãn, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh nát nó? Trụ thần lực, tương ứng với từ nhập môn đến đại đế ở nhân gian, tổng cộng có 9 cấp, có 9 viên tinh thạch thắp sáng một viên là cấp 1, thắp sáng toàn bộ là cấp 9, mà phương pháp để thắp sáng chính là thần lực. Giờ phút này đã có không ít người súng lại, bởi vì đây là lần đầu tiên ở sân kiểm tra công cộng xuất hiện đệ tử của đại gia tộc, nên rất nhiều người đều hiếu kỳ. Lục hành thiên không nói gì, hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định, sau đó đánh một quyền vào trụ thần lực bên trên. chương 978, khoe khoang, oanh, vừa đấm ra một quyền, trong nháy mắt thần lực tuôn ra, từng viên tinh thạch sáng lên, người xung quanh không thay đổi sắc mặt, nếu như lục hành thiên không thể thắp sáng tinh thạch mới thật sự làm cho bọn họ chấn kinh. Ông, nhưng ngay sau đó, nhóm quần chúng vây xem mơ màng, một viên hai viên. Mẹ nó sáu viên, nó mới có 10 tuổi, sáu viên cũng bình thường thôi, nó là tiểu thiếu thành chủ. Có thần linh nói, mọi người giật mình, hóa ra là tiểu thiếu thành chủ lục hành thiên, thế này cũng khó trách. Sáu viên mà thôi, bọn ta đã bảy viên từ sớm rồi. Hai đứa trẻ khinh thường bĩu môi, trên mặt hiện lên sự cao ngạo. Các ngươi nhìn cho kỹ đi, lục hành thiên đắc y nói, vừa dứt lời, tinh thạch lại sáng lên một viên, sắc mặt hai đứa trẻ cứng lại, bảy viên, bọn nó cũng chỉ có thể thắp sáng bảy viên, mà bây giờ, hào quang của tinh thạch này còn kịch liệt lấp lóe, chứng tỏ còn muốn lên cao nữa. Ông, thần lực bắt đầu khởi động, tinh thạch lại sáng lên một viên, chỉ là viên này tương đối mở nhạt, không tính là sáng, nhưng quả thật đã sáng lên. Tám, tám viên, tiểu thiếu thành chủ thế nhưng lại có thể thắp sáng tám viên. Hai vị hộ vệ thần linh kinh hô, việc này nhất định phải nói cho thành chủ đại nhân, lập tức thông báo đi. Hai đứa trẻ kia cũng sợ ngây người, quần chúng vây xem đều là vẻ mặt khiếp sợ, cho dù ngươi là tiểu thiếu thành chủ, nhưng ngươi mới có 10 tuổi. Ta gọi các ngươi đến chính là muốn khoe khoang đó, bây giờ không còn việc gì nữa, các ngươi có thể đi rồi. Lục hành thiên cao ngạo chống nạnh, hai đứa trẻ, thật muốn đánh chết ngươi, tìm bọn ta để khoe khoang từ lúc nào lục hành thiên ngươi biến thành đê tiện như vậy rồi? Lúc trước ngươi không khác bọn ta là mấy, sao có thể đột nhiên vượt qua bọn ta? Hai đứa trẻ nhìn thấy sự cao ngạo của lục hành thiên, không phục nói chắc chắn là ngươi gian lận. Thôi đi, gian lận, lục hành thiên ngẩng đầu, ca ca ta đã trở về, là ca ca giúp ta tu luyện. Ca ca ngươi, lục hành đạo khi bại khi thắng kia ư, hai đứa trẻ kinh ngạc, hắn không phải là phế vật sao? Đậu má, ca ca ta mà là phế vật, ca ca của ta là chân thần các người mới là phế vật vẻ mặt lục hành thiên khó chịu ca ta nói phải để cho ta đi khoe khoang nếu không các người cứ đần độn tự cho mình là thiên tài thiếu thành chủ nói hai vị thần linh ngơ ngẩn chuyện tốt như vậy hẳn là nên trộm vui vẻ thế mà lại lấy ra khoe khoang chỉ vì muốn so đo với hai đứa nhóc đầu óc của thiếu thành chủ có phải hỏng rồi hay không nhìn thấy mấy đứa nhỏ ra vẻ so sánh quần chúng vây xem mang vẻ mặt kinh ngạc đối với lời nói của lục hành thiên lại càng cảm thấy bối rối. Tăng thực lực chỉ để đi khoe khoang với bọn ta? Bộ trước đó chúng ta có thù với nhau hả? Hai đứa trẻ ngơ ngẩn, tụi nó với Lục Hành Thiên mặc dù có gặp nhau nhưng cũng không có thù, tại sao lại nghĩ đến việc tìm tụi nó khoe khoang? Hai đứa trẻ thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, Lục Hành Thiên, người chớ vội đắc ý, không lâu nữa bọn ta cũng có thể trở thành võ giả cấp 8, thắp sáng 8 viên tinh thạch, đến lúc đó còn có thể gia nhập Đế Thần Cung. Gia nhập Đế Thần Cung Lục Hành Thiên cũng không kinh ngạc, trước kia cha cũng đã nói với hắn, sau này gia nhập đế thần cung, trở thành người của phe thần vương, vị trí thành chủ cũng càng thêm vững vàng. Nhưng bây giờ, Lục Hành Thiên không muốn tiến vào đế thần cung, hắn có ca ca là được rồi, còn muốn đế thần cung làm cái gì? Người chờ đó, người chắc chắn là ăn thần đan gì đó, nên thực lực mới có thể tăng lên đến nhường này. Hai đứa trẻ hừ một tiếng, quay người rời đi, chờ thì chờ, khuôn mặt nhỏ của Lục Hành Thiên trở nên khó coi, Mặc dù hai đứa trẻ cũng cảm nhận được chấn động và kinh ngạc, nhưng nó vẫn còn có chút không hài lòng, nó dự định trở về đòi tiền, rồi đi tăng thực lực lên thêm một chút. Đối với đột phá đến cấp 8 của lục hành thiên, cư dân trong thành Trấn kinh, nhưng các thế lực lớn lại không để tâm lắm, người của đế thần cung thì có chú ý một chút, nhưng rồi cũng không quan tâm. 10 tuổi cấp 8, ở tại thần giới không phải không có, chỉ cần những gia tộc này bỏ sức bồi dưỡng, 10 tuổi cấp 9, thậm chí thành thần cũng có. KK chỉ dạy cái này sẽ chỉ tổn hao tiềm lực của Lục Hành Thiên." Có thần linh mở miệng nói, "Không thể đốt cháy giai đoạn." Nghe mấy lời bàn luận xung quanh, Lục Hành Thiên còn muốn nói cái gì nữa? Hai vị thủ vệ thần linh lập tức tranh thủ ôm nó đi, "Phủ thành chủ có cho Lục Hành Thiên tài nguyên tu luyện tốt hơn hay không?" Bọn hắn không biết, việc này vẫn là nói ít vài câu thì tốt hơn. Việc này Lục Thiên Lan đã biết, trong lòng hắn vốn đã biết con trai nhỏ đột phá, chỉ là không nghĩ tới con trai nhỏ thế mà không hiểu chuyện cứ như vậy mà đi ra ngoài gây chuyện cho cả thành đều biết. Hành thiên, sao ngươi có thể khinh suất không biết nặng nhẹ, vi phụ dạy ngươi như thế nào. Lục thiên lan trầm mặt, khiển trách con trai, là ca ca cho phép ta làm như vậy, ca ca nói nếu thăng cấp thì nên khoe khoang, nếu không tăng lên để làm gì. Lục hành thiên quả quyết đổ lỗi, gọi lục hành đạo lăn tới đây cho ta, lục thiên lan sắc mặt khó coi, dứt khoát di si rời lửa giận, không nói hành thiên có hiểu chuyện hay không, chẳng lẽ ca ca cũng không hiểu chuyện à. Lục Hành đạo giờ này đã tu luyện xong, nhìn thấy sắc mặt của phụ thân âm trầm, không đợi mở miệng, vội vàng nói: "Phụ thân, việc này không liên quan gì đến ta, là Hành Thiên khăng khăng muốn như thế, vừa rồi ta đang bế quan, căn bản không biết đến việc này." "Lục Hành Thiên, thật đúng là anh ruột, chúng ta đã nói rồi mà." Chương 979. Ăn xin. Lục Hành đạo cũng không muốn bị cha hung giữ đánh một trận, quả quyết đổ lỗi lại cho tiểu đệ: "Phụ thân, chắc là ngươi biết, trước đó mặt mũi Hành Thiên bầm dập, là bởi vì thừa dịp ta tu luyện đi chơi, bị bạn cùng tuổi đánh, làm ca ta sao có thể nào nhẫn tâm. Thế là ta dạy bảo nó tu luyện, giúp nó đột phá, không nghĩ tới nó thế mà muốn đi báo thù. Mẹ nó, là người đánh ta, ta tìm ai báo thù hả? Nội tâm lục hành thiên rất tức giận, cái này là ca ca bẫy đệ. Lục thiên lan nghĩ chắc là như thế thật, tiểu hai tử bị đánh, chắc chắn muốn đánh lại, hư lạnh nói, việc này tới đây thôi, về sau ngươi trông chừng đệ đệ, còn xuất hiện việc này sẽ kiếm ngươi ra hỏi rõ đối với đột phá của lục hành thiên hắn vẫn là rất hài lòng không có ảnh hưởng đến căn cơ chiến lực cũng không yếu để lục hành đạo dạy bảo quả nhiên là lựa chọn chính xác phụ thân con đã là chân thần có thể cho con một ít tài nguyên hay không lục hành đạo vội vàng nói tự mình đi nhận lấy giống với tài nguyên chu cấp cho chân thần trong phủ lục thiên lan khoát tay nói nếu còn cảm thấy thiếu tự mình nghĩ cách vâng lục hành đạo vui mừng vội vàng đi nhận tài nguyên sau đó mang theo đệ đệ đi ra ngoài lần nữa ca ta xém chút nữa là bị đánh khuôn mặt nhỏ của lục hành thiên rất bất mãn ca ca của mình thật không đáng tin cậy tiểu hành thiên à lục hành đạo thở dài một tiếng thâm trầm nói ca ca đối với ngươi có tốt hay không tiêu biết bao nhiêu tiền trên người ngươi trong lòng ngươi không rõ sao đệ đệ là dùng để làm gì đương nhiên là dùng để đổ thừa không cõng nồi ta còn cần đệ đệ ngươi làm gì Lục Hành Thiên nghĩ cũng đúng, quả thật ca ca đối với mình rất tốt, lần này cũng không có bị đánh, thực ra không tính là gì. Lục Hành Thiên tâm địa hồn nhiên, quả quyết không so đo với ca ca, tha thứ cho hắn một lần. "Tiểu đệ à, ca ca ta ban đầu muốn mang ngươi tăng thực lực, nhưng tiền trên người không đủ." Lục Hành đạo thở dài, trong mắt loạn chuyển, không biết lại có ý gì. "Ngươi không phải vừa nhận chu cấp tháng hả?" Lục Hành Thiên thở phì phò nhìn hắn, "Ngươi đừng tưởng là ta không nhìn thấy, ta đứng ngay bên người ngươi." ca ca ta vừa đột phá chân thần, chút tiền ấy còn chưa đủ giúp ta củng cố cảnh giới, cũng không thể để ngươi về sau bị ức hiếp thật, lại chạy đi tìm cha. Lục hành đạo mở miệng nói, hơi một tí lại gọi ra trường, ở thần ma đạo tràng rất là mất mặt, chúng ta cần dựa vào chính mình. Lục hành thiên nháy mắt, ca ca nói rất có lý, cha cũng thường xuyên nói, chờ hắn trưởng thành, liền có thể hỗ trợ chia sẻ chuyện trong nhà, ta hiện tại đã trưởng thành. Với lại chuyện chúng ta mở lớp bổ túc, cũng không thể để cha biết, nếu không lỡ như buôn bán kiếm lời, còn không bị cha lấy đi sao? Lục hành đạo lại nói, lục hành thiên gật đầu, tiền vẫn nên tự giữ, thẻ hội viên của mình vẫn giống, cũng chỉ có thể dựa vào ca ca mua cho mình, nếu như mình có rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể tùy ý mua. Tiền tiêu vặt của ngươi có bao nhiêu? Lục hành đạo lại hỏi, mỗi tháng 100 thần tệ, lục hành thiên sờ lên chiếc nhẫn của mình, đắc ý đáp nhiều hơn so với ngươi khi còn bé. 100 thần tệ, quá ít, tại Đông Lam Thành, một căn phòng ở nhỏ cũng phải 10 vạn thần tệ, đây là vốn ban đầu. Lục hành đạo cao mày nói, cho nên ngươi phải kiếm từ 10 vạn thần tệ trở lên. Vậy còn ca ca ngươi đây, lục hành thiên nghịch mặt, tiền là ta đi kiếm, vậy ngươi làm gì? Ca ca ta giúp ngươi kiếm, lục hành đạo suy nghĩ sâu xa nói, kiếm tiền cần ba yếu tố, ngươi nhất định phải ghi lại, thứ nhất, không cần mặt mũi, thứ hai, rất không cần mặt mũi, thứ ba, vô liêm sỉ, người ở đạo tràng ngoại trừ ca ca, đều đã đạt tới bước thứ ba không cần mặt mũi, lục hành thiên một mặt mê mang, ngay sau đó lại ôm chân la làng, ôi ôi. Gãy mất, gãy mất, chân gãy mất rồi, kiên nhẫn một chút, ca ca là vì muốn tốt cho ngươi. Lục hành thiên nhìn xem gương mặt sưng húp của đệ đệ, vận chuyển thần lực cải biến khí tức, còn bề ngoài thì thay đổi quần áo rách dưới, ném ở trên đường lớn, đi kiếm tiền đi, ngươi đã rất lâu không ăn gì. Lục hành thiên, mẹ nó, ta cuối cùng có ca ca gì đây? Đây là muốn ta đi ăn xin, thần giới có không ít ăn xin, hơn phân nửa là cô nhi, bởi vì cha thần cấp của bọn họ không biết bị ai giết chết, không có năng lực sinh hoạt, chỉ có thể ăn xin, mỗi ngày bữa đói bữa no, đáng thương cực kỳ. Lục hành thiên không nghĩ tới, mình cũng có ngày như vậy, kéo lấy cái chân gãy, mặt mũi thì bầm dập chạy tới ăn xin, mẹ nó, ca ca bẫy ta, ta muốn khiếu nại. Lục hành thiên giờ phút này rất mờ mịt, nó chưa từng làm qua, không có kinh nghiệm, ta nên làm cái gì. Ngay khi nó không có cách nào khác, bên tai lại truyền đến giọng nói của lục hành đạo vì tiện tìm lý do xin tiền hiện tại ngươi là nhóc ăn mày đói bụng rất lâu rồi rất cần tiền ăn cơm còn cần tiền mua thuốc chữa trị vết thương trên thân thể dựa theo kế hoạch của long hạo chắc là có thể kiếm được ít tiền nhưng cũng chỉ có một ít lòng người thần giới lạnh hơn lòng người hạ giới muốn nhiều hơn chỉ có thể không cần mặt mũi lục hành đạo thầm nghĩ mấy việc như ăn xin này đương nhiên tiểu hành thiên càng thích hợp hơn hắn cũng là chân thần rồi hơn nữa đã lớn như vậy tới lúc đó một xu cũng không xin được. Lục hành thiên rất khổ tâm, có một người ca ca như thế, ai cũng vui không nổi, con mẹ nó ngươi không có cách kiếm tiền nào đàng hoàng sao. Ta mới 10 tuổi đấy, có lẽ do biết được nỗi khổ trong lòng của lục hành thiên, lục hành đạo tiếp tục nói thầm, lừa gạt phải bồi dưỡng từ nhỏ, ngươi nhìn Long Hạo đi, ta sẽ dạy đệ một bài hát, bài này do Long Hạo xin được từ chỗ chàng chủ đấy. Lục hành thiên nhìn người đi lại trên đường, hầu hết đều không nhìn đến hắn, đi qua một cách thở ơ trầm mặc hết nửa ngày lục hành thiên nhìn về phía bên cạnh nơi có tấm biển dứt khoát lấy qua sau đó cắn răng lấy máu viết chữ bản thân hắn không hề độc ác đây là do lục hành đạo bức ép thật muốn chuồn đi